Thần y trở lại, Ngô Bình. Tập 195. Giờ thì Ngô Bình đã hiểu, hèn gì mấy người này nôn nóng muốn nhận đệ tử, thì ra là đang đợi cậu đến cứu. Cậu nói, nếu đã như vậy thì vãn bối nhất định sẽ dốc toàn lực, gắng sức lĩnh ngộ. Chính vào lúc đó, giọng của Liễu Thi Thi từ phía dưới vang lên. Ba vị tiền bối, vân bối Liễu Thi Thi có chuyện xin được gặp. Âu Dương Thiên Tế hỏi, có chuyện gì? Nói đi. Lúc này Liễu Thi Thi đang đứng ngoài cửa kiếm các, cô ta cao giọng đáp, lên bối, Ngô Bình là đệ tử mới nhập môn của vãn bối, ba vị đức cao vọng trọng, dành đệ tử với một vấn bối như con không hay lắm thì phải. Thẩm Huyền Tông hừ một tiếng lạnh lùng, cô cũng biết mình là vãn bối sao? Nếu đã biết thì không nên đến đây. Ngô Bình thấy hai bên sắp cãi nhau đến nơi, lo lắng Liễu Thi Thi sẽ chịu thiệt nên vội nói, ba vị tiền bối. Vân bối cảm thấy hay là mình nhận cả hai bên làm thầy. Mấy người họ nhìn nhau, Thẩm Huyền Tông hỏi, nghĩa là sao? Ngô Bình nói, ba vị tiền bối, Thái Hoàng giáo này là do ba vị một tay nâng đỡ, giờ Thái Hoàng giáo là một trong những thế lực lớn nhất của tiên giới chân hoàng, muốn tài nguyên có tài nguyên, muốn quan hệ có quan hệ, nếu vân bối không phải đệ tử của Thái Hoàng giáo thì liệu Thái Hoàng giáo có cung cấp tài nguyên để vãn bối tu hành không? Ba người họ nghe Ngô Bình nói vậy thì cảm thấy rất có lý. Tốc độ phát triển của Thái Hoàng giáo vượt ngoài dự kiến của họ, giờ đã là một trong những thế lực mạnh nhất ở tiên giới chân hoàng. Nếu như Ngô Bình chỉ là đệ tử của họ thì chẳng phải sẽ không có cách nào sử dụng tài nguyên của Thái Hoàng giáo một cách triệt để sao? Ba người họ hiểu ra được điểm này thì thương lượng một lúc, sau đó Thẩm Huyền Tông nói, thôi được, sau này cậu vừa là đệ tử của Thái Hoàng giáo, vừa là đệ tử của ba chúng tôi. Ngô Bình cười, nói, vậy đệ tử xin chào ba vị sư tôn. Thẩm Huyền Tông, cậu đến nói rõ chuyện này với Liễu Thi Thi trước đi rồi quay lại đây. Vâng. Ngô Bình lập tức ra khỏi không gian thần bí, xuất hiện trước mặt Liễu Thi Thi, mỉm cười, nói, sư tôn, bây giờ con vừa là đệ tử của kiếm các, vừa là đệ tử của người. Liễu Thi Thi liếc nhìn kiếm các rồi nói, con đi theo sư phụ. Ngô Bình hỏi, sư tôn, đi đâu ạ? Liễu Thi Thi, đi lĩnh hội chín mục Thái Hoàng. Ngô Bình gãi đầu, chẳng phải chương trình huấn luyện người mới vẫn chưa kết thúc sao? Bây giờ con là đệ tử của kiếm các, không cần tham gia huấn luyện nữa. Ngô Bình cũng không muốn lãng phí thời gian, cười, nói, vậy được. Liễu Thi Thi ra khỏi phạm vi của kiếm các thì mới nói, sau khi lĩnh hội chín mục Thái Hoàng xong rồi hãng đến gặp giáo chủ và các vị trưởng lão cố vấn. Ngô Bình chớp mắt, giáo chủ muốn gặp con sao? Con là người được kiếm các lựa chọn, đương nhiên giáo chủ rất tò mò về tư chất của con rồi. Nếu con thật sự là nhân tài có thể đào tạo thì Thái Hoàng giáo bằng lòng dốc toàn lực bồi dưỡng cho con. Ngô Bình gật đầu, nhất định đệ tử sẽ cố gắng. Hai người họ quay về cung điện ở đỉnh Ngũ Liên, cô A cho người đóng chặt cửa điện, sau đó trịnh trọng lấy ra một quyển sách và nói, đây là ba chương đầu của chín mục Thái Hoàng. Nếu con có thể lĩnh hội được ba chương này thì mới có thể tiếp tục xem sáu chương sau. Sáu chương sau được giáo chủ bảo quản. Ngô Bình, sư tôn, nghe nói dưới tổ sư, chưa ai từng lĩnh hội đến chương thứ tư, đúng không ạ? Liễu Thi Thi, cũng không hẳn, thật ra, từng có một thiên tài lĩnh hội đến chương thứ năm. Nhưng vận may của anh ta không được tốt, trong quá trình tu luyện đã bị tẩu hỏa nhập ma, Thái Hoàng giáo không thể không khống chế anh ta. Không có nhiều người biết được chuyện này, vì vậy mới truyền tai nhau như thế. Ngô Bình mở quyển sách đó ra. Nhìn lướt qua thì biết ngay chín mục Thái Hoàng là những thứ được sinh ra từ các nhánh Thái Hoàng đồ. Trước đây cậu lĩnh ngộ Thái Hoàng đồ, giờ xem lại chín mục Thái Hoàng rất nhẹ nhàng, đồng thời cậu cũng rất khâm phục trí tuệ của Thái Hoàng tổ sư. Ba chương đầu của Thái Hoàng dài mấy chục ngàn chữ, Ngô Bình chỉ đọc qua một lượt rồi gấp sách lại, nhắm mắt suy ngẫm. Nửa tiếng sau, cậu mở mắt ra, nói, sư tôn, đệ tử đã nắm được ba chương Thái Hoàng rồi. Liễu Thi Thi ngây ra, con chỉ đọc một lần mà đã nắm được rồi sao? Năm xưa cô ta tu luyện chương thứ nhất của chín mục Thái Hoàng đã phải mất hết hơn 3 tháng, nhưng vẫn chưa đến mức thông thạo. Mãi đến 5 năm sau cô ta mới xem như hiểu hết được chương thứ nhất. Chương thứ hai còn mất nhiều thời gian hơn, mất 8 năm mới ngộ ra được. Còn chương thứ ba thì đến giờ cô ta cũng mới chỉ hiểu được có 1-2 phần, còn lâu lắm mới hiểu hết được. So ra thì tốc độ của Ngô Bình quá đáng sợ. Cô ta không thể không nghi ngờ, hỏi, rồi sao? Ngô Bình gật đầu, vâng.
Liễu Thi Thi suy ngâm một lúc rồi chụm ngón tay phải thành hình hoa, mỉm cười, điểm nhẹ lên không trung. Tốt! Không gian xuất hiện một sóng nước, sau đó, một luồng khí trắng phóng về phía trước, đâm thủng một trụ đồng trong điện, để lại một lỗ hổng hình ngón tay. Thức này là một võ kỹ trong Thái Hoàng chương 2, tên là Niêm Hoa Chỉ. Nếu không hiểu rõ chương 2 thì không thể nào thi triển được chỉ này. Ngô Bình nhìn sơ qua, tay phải cũng là niêm hoa nhưng khác biệt ở chỗ trong tay cậu thật sự có nằm một đóa nhỏ hoa màu trắng. Sau đó, cậu vung nhẹ, không khí liền xuất hiện ba sóng nước, chín cánh hoa bay ra. Những nơi cánh hoa bay qua, không gian đều bị cắt và xuất hiện những quỹ đạo màu đen, cuối cùng hội tụ lại ở cột đồng, khắc nên bức tranh mỹ nhân trên mặt cột, đó là hình của Liễu Thi Thi. Liễu Thi Thi nhìn thấy cảnh đó thì ngớ người, lẩm bẩm, đây mới chính là tinh túy của chương thứ 2 sao. Không còn gì nghi ngờ nữa, niêm hoa chỉ mà Ngô Bình thi triển siêu phàm hơn của Liễu Thi Thi nhiều. Ngô Bình cười, nói, sư tôn, niêm hoan chỉ này để phụ nữ dùng thì đẹp mắt, còn đàn ông chúng con không thích chiêu thức này. Liễu Thi Thi thở dài, nói, cuối cùng thì thầy đã biết tại sao những người như con được gọi là thiên kiêu rồi. Cô ta vỗ nhẹ lên vai Ngô Bình, sư tôn không xứng làm thầy của con. Ngô Bình ngây ra, nói, sao sư tôn lại nói thế? Liễu Thi Thi cười, nói, nhất định Thái Hoàng giáo sẽ không giao thiên kiêu như con cho ta đâu. Ngô Bình chau mày, lẽ nào họ sẽ tìm cho con một sư phụ mới sao? Liễu Thi Thi, con đi đi rồi sẽ biết. Sau đó, Liễu Thi Thi dắt Ngô Bình đến viện cố vấn của Thái Hoàng giáo, lúc này giáo chủ và các trưởng lão cố vấn đều có mặt. Viện cố vấn không lớn, giáo chủ và 8 vị cố vấn đang uống trà, trò chuyện bên trong, chốc chốc lại bật cười. Ngô Bình và Liễu Thi Thi bước vào, đồng thanh chào, chào giáo chủ và các trưởng lão cố vấn. Thái Hoàng giáo chủ cười, nói, không cần đa lễ, Liễu trưởng lão, có phải lúc nãy cô đã cho Ngô Bình lĩnh hội ba mục Thái Hoàng không? Có kết quả chưa? Liễu Thi Thi gật đầu, Ngô Bình mất tầm một tiếng đồng hồ thì đã lĩnh hội được hết ba mục Thái Hoàng, hơn nữa mức độ lĩnh hội của cậu ấy còn trên cả con. Các cố vấn nhìn nhau, gật đầu, giáo chủ nói, tốt lắm, Ngô Bình. Hình như cậu đã có sư phụ rồi đúng không? Ngô Bình đáp, đệ tử là tu sĩ ở thế tục, gia nhập Liên Sơn Tông và trở thành đệ tử tinh anh, có điều vẫn chưa chính thức bái sư. Giáo chủ, cậu có thể tiếp tục làm đệ tử tinh anh của Liên Sơn Tông, chuyện này không cản trở việc cậu gia nhập Thái Hoàng giáo. Từ bây giờ cậu chính là đệ tử tinh anh của Thái Hoàng giáo. Liễu Thi Thi nói, giáo chủ, Ngô Bình có tư chất hơn người, e rằng con không thích hợp làm thầy của cậu ấy. Thái Hoàng giáo chủ ừ một tiếng, cười bảo, chúng tôi cũng có suy xét về chuyện đó rồi. Nếu đã kiến nghị thì chúng tôi sẽ đưa cho một gợi ý. Sư phụ của Ngô Bình là ba vị tiền bối trong kiếm các, ai trong chúng tôi nhận Ngô Bình làm đệ tử cũng không thích hợp. Hay là thế này đi, để Ngô Bình lại bức tranh của sư tổ, như vậy sẽ không bị rối loạn vai vế nữa. Liễu Thi Thi sửng sốt hỏi, giáo chủ, nếu thế chẳng phải Ngô Bình sẽ trở thành tiền bối của tất cả tụi con ư? Thái Hoàng giáo chủ cười nói, cậu ta là đệ tử của ba vị kiếm lão, vốn đã là bậc bề trên của chúng tôi rồi. Ngô Bình cũng cảm thấy chuyện này không ổn, đến lúc đó vừa bước ra ngoài tất cả mọi người đã gọi mình là ông cố nhỏ vậy sẽ rất xấu hổ, bèn vội nói, giáo chủ, nếu như thế đệ tử sẽ vô cùng khó xử. Thái Hoàng giáo chủ nhìn về phía cậu hỏi, vậy cậu muốn nhận ai làm sư phụ? Ngô Bình chớp chớp mắt nói, có thể cho đệ tử một chức trưởng lão cấp thấp. Khỏi phải nhận ai làm sư phụ mà. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Mọi người nhìn nhau, Thái Hoàng giáo chủ nói, chắn cũng sẽ trở thành trưởng lão của giáo ta. Vậy đi, Thái Hoàng giáo sẽ thêm một chức trưởng lão nữa tên là trưởng lão kiếm các, đãi ngộ cũng sẽ giống như những trưởng lão thượng viện khác. Từ giờ trở đi, cậu chính là trưởng lão kiếm các. Ngô Bình nói, cảm ơn giáo chủ. Liễu Thi Thi cười nói, chúc mừng Ngô trưởng lão. Giờ thân phận của Ngô Bình đã là thượng trưởng lão, ức trưởng lão thượng viện, mà Liễu Thi Thi chỉ là trưởng lão hạ viện, xét về địa vị thì Ngô Bình còn cao hơn cô ta. Thái Hoàng giáo chủ, Ngô Bình, cậu đã hiểu được ba mục Thái Hoàng, giờ có thể vào cửu chương điện tìm hiểu 6 mục còn lại. Có thể hiểu được bao nhiêu thì phải xem tạo hóa của. Ông ta nói xong bèn vung tay lên, trước mặt Ngô Bình lập tức xuất hiện một cánh cửa, đằng sau là một tòa cung điện khác. Ngô Bình gật đầu bước vào, sau đó cánh cửa bèn biến mất. Một vị cố vấn hỏi, mọi người nói xem, Ngô Bình có thể hiểu được đến mục mấy?
Chắc mục năm, dù sao sư tổ cũng chỉ hiểu được 6 mục, một vị cố vấn khác nói. Thái Hoàng giáo chủ nói, các người cũng biết thực ra 9 mục Thái Hoàng cũng không phải hoàn toàn do sư tổ sáng tạo ra, mà là mượn gương thiên ính ra. Thế nên, sư tổ cũng chỉ có thể tu luyện tới mục 6. Giờ mà đoán Ngô Bình có thể tu luyện tới mục mấy thì hơi sớm, chúng ta cứ mỏi mắt chờ mong đi. Sau đó, ông ta bèn nói với Liễu Thi Thi, Liễu trưởng lão, ông nội cô là thượng trưởng lão, mấy năm trước cô đã kế thừa đỉnh Ngũ Liên. Chỉ là vài năm gần đây, cô chưa nhận đệ tử nên các trưởng lão khác đã có đôi chút phê bình. Hay là thế này, tạm thời để Ngô trưởng lão vào đỉnh Ngũ Liên ở, vậy thì chỗ cô cũng sôi động hơn chút. Tất nhiên Liễu Thi Thi sẽ không phản đối, đáp vâng, mọi thứ cứ nghe theo sự sắp xếp của giáo chủ đi ạ. Bên kia, Ngô Bình bước vào trong một tòa cung điện, bên trong treo 6 bức tranh chữ dài cả 100 mét, trên mỗi bức đều chi chít cả mấy chục ngàn chữ và đồ án, cũng chính là 6 mục còn lại của 9 mục Thái Hoàng. 6 mục này rõ ràng khác với 3 mục kia, nó càng huyền ảo hơn. Ngô Bình bắt đầu nghiên cứu từ mục thứ 4, dựa vào sự hiểu biết của cậu với Thái Hoàng đồ thì cũng phải mất hơn 1 tiếng mới hiểu được. Chương 5 càng khó hơn một chút, mất khoảng 2 tiếng. Sau đó, cậu tìm hiểu mục 6. Trong lúc đó Ngô Bình đã phát hiện nó có sự khác biệt với Thái Hoàng Đồ, có hơi chệch đường ray. Vì thế, Ngô Bình không tìm hiểu tiếp mà là ghi nội dung lại. Tiếp tục quan sát mục 7 thì càng đi xa hơn, ít nhất có 20% nội dung khác xa với tỉnh túy của Thái Hoàng Đồ. Thậm chí, mục 8 và 9 còn đi ngược lại với Thái Hoàng Đồ, quả thật là một mớ bòng bong. Chẳng trách hồi đó sư tổ Thái Hoàng chỉ tu luyện đến mục 6, ông A mà tu đến mục 7 chắc đã tẩu hỏa nhập ma rồi. Tiếc ghê, 5 mục trước trong 9 mục của Thái Hoàng đều vô cùng ảo diệu, nhưng 6 mục sau lại bắt đầu đi chệch đường ray. Sau khi nhớ hết những nội dung bên trên, cậu không ngừng lắc đầu, quyết định sau này sẽ chậm rãi so sánh và sửa chữa với 4 mục trước. Đợi đến khi Ngô Bình đi ra khỏi cung điện đã là giữa trưa ngày hôm sau. Cậu vừa đi ra, các trưởng lão đã chờ ở đó, trong đấy có cả Liễu Thị Thi. Ngô trưởng lão thu hoạch thế nào, Thái Hoàng giáo chủ hỏi. Ngô Bình, chỉ tìm hiểu được mục 4 và 5 rồi đọc lướt qua mục 6 thôi. Kết quả đó đều nằm trong dự đoán của mọi người, Thái Hoàng giáo chủ hết sức hài lòng cười nói, đã tốt lắm rồi. Ngô trưởng lão, tạm thời cậu sẽ ở trên đỉnh Ngũ Liên. Ngô Bình đáp, được. Liễu Thi Thi, các vị cố vấn, nếu không còn chuyện gì nữa thì chúng tôi đi trước nhé. Sau khi rời khỏi cố vấn viện, Liễu Thi Thi cười bảo, 9 mục Thái Hoàng mà cậu hiểu được đến mục 5 thì sau này chắc chắn sẽ trở thành người mạnh nhất trong Thái Hoàng giáo rồi. Ngô Bình, Liễu trưởng lão quá khen, một tay mới như tôi sao dám tự xưng là người mạnh nhất được. Liễu Thi Thi, cậu trẻ như vậy, con đường sau này sẽ cực kỳ rộng mở, chưa biết chừng có thể hiểu được mục 6, thậm chí mục 7 và vượt qua cả sư tổ ấy chứ. Ngô Bình cười ha ha, Liễu trưởng lão coi trọng tôi. Hai người trở về đỉnh Ngũ Liên, đám Lãnh Thanh Huy và Tử Hy đều đang đợi cậu ở đó. Ngô Bình, sao rồi? Giờ cậu là đệ tử kiếm các thật hả? Thu Nam phấn khích hỏi. Liễu Thi Thi, giờ cậu ta đã là trưởng lão kiếm các và cũng là thượng trưởng lão trẻ nhất giáo ta. Mọi người vừa kinh ngạc vừa bất ngờ, đều chúc mừng Ngô Bình. Đương nhiên, cách xưng hô của họ với Ngô Bình cũng từ cậu Ngô biến thành Ngô trưởng lão. Ngô Bình hỏi mọi người, mối quan hệ giữa Thái Hoàng giáo với thế tục có chặt chẽ không? Liễu Thi Thi đáp, vẫn qua lại khá nhiều, dù sao thế tục cũng là nguồn gốc của giới tu hành mà, không có thế lực nào là không coi trọng cả. Lãnh Thanh Huy, trong thế tục có một thần Hoàng Tông, là thế lực mà Thái Hoàng giáo chúng ta nâng đỡ. Tôi từng đến vài lần, nó cũng coi như mạnh ở thế tục, cũng có ảnh hưởng rất lớn đến nhà nước. Ngô Bình, trở về thế tục thì tôi sẽ đến đó một chuyến. Lãnh Thanh Huy cười nói, nếu Ngô trưởng lão mà đến với thân phận thượng trưởng lão thì đám thần Hoàng Tông kia chắc chắn sẽ tôn thờ cậu lên làm tổ tông luôn ấy chứ. Ngô Bình ngạc nhiên ra tiếng, ồ. Lãnh Thanh Huy nói, lần trước tôi đến, toàn bộ thần Hoàng Tông đều kính trọng tôi như thần, sợ Thái Hoàng giáo quên họ. Ngô Bình gật đầu nói, xem ra thần Hoàng Tông cũng không được coi trọng mấy. Lúc này, thẻ đưa tin trên người Lãnh Thanh Huy nhận được một tin tức. Anh ta giơ lên tai nghe thì khó hiểu nói, khu thiên thế mà lại chạy đến kiếm các, còn la hét bắt kiếm các nhận cậu ta làm đệ tử. Ha ha, thật là thú vị. Ngô Bình lộ ra vẻ mặt kỳ quá hỏi, cậu ta yêu cầu kiếm các nhận mình làm đệ tử hả?
Cậu ta nghĩ mình là ai vậy? Lãnh Thanh Huy, ông nội Khô Thiên là cố vấn trưởng lão đời trước, hơn nữa tư chất của cậu ta cũng rất tốt, khó tránh khỏi không phục. Tử Hy lại nói, tên Khô Thiên ghê gớm lắm, nếu không nắm chắc hơn 70% thì sẽ không chạy đến kiếm các gây chuyện đâu. Ngô Bình nghe cô ta nói vậy cũng thấy hứng thú, cười nói, vậy chúng ta đi xem trò hay đi. Vừa hay, tôi cũng phải quay về kiếm các gặp ba vị sư phụ. Cứ thế, đám Ngô Bình bèn đi đến kiếm các. Bấy giờ trước cửa kiếm các, Khu Thiên và một đám đệ tử Thái Hoàng giáo đã bị vài tên cao to vạm vỡ cầm kiếm ngăn lại. Ngô Bình vừa đến, bọn họ đã đồng loạt quỳ xuống chào thiếu chủ. Ngô Bình gật đầu rồi nhìn về phía Khu Thiên hỏi, Khu Thiên, anh tới kiếm các làm gì? Khu Thiên thấy mấy người kia gọi Ngô Bình là thiếu chủ thì trong mắt tràn ngập vẻ ghen tị, nặng nề nói, tôi đến để gặp ba vị kiếm lão. Ngô Bình nhàn nhạt nói, bây giờ tôi đã là đệ tử duy nhất của kiếm các, ba vị kiếm lão đều là sư phụ tôi. Anh có chuyện gì thì có thể nói với tôi. Khu Thiên siết chặt nắm đấm, 10 năm nay, anh ta luôn nỗ lực chuẩn bị, hy vọng có thể được kiếm các lựa chọn, trở thành đệ tử đầu tiên của kiếm các từ khi Thái Hoàng giáo thành lập đến nay. Nhưng giờ đây, người mới đến đứng trước mặt lại đi trước cậu một bước, trở thành đệ tử của kiếm các, dù có thế nào thì anh ta cũng không chấp nhận được chuyện này. Ngô Bình, chắc chắn tôi thích hợp trở thành đệ tử kiếm các hơn anh. Ngô Bình, ồ, vậy hãy nói lý do của anh thử, nếu anh thật sự giỏi như thế thì tôi có thể đưa anh đi gặp sư tôn. Khu Thiên đan hai tay vào nhau, mắt phát ra ánh sáng màu tím kỳ lạ. Tiếp đó, sau lưng anh ta xuất hiện một vương tọa ảo khổng lồ, vương tọa đó nằm sâu trong vũ trụ, xung quanh có vô số sinh linh lớn mạnh quỳ lại nó. Ảo ảnh của vương tọa vừa xuất hiện thì Ngô Bình cũng cảm giác được sức ép đến từ tận sâu trong linh hồn, rõ ràng đấy là vương tọa thật sự. Đã nhìn thấy chưa, quần áo và tóc của Khu Thiên tự động bay lên, ánh mắt đầy vẻ tự tin tôi là người được. Vương tọa lựa chọn, chỉ cần tôi đạt đến tu vi thì sẽ có thể trở thành vua. Tất cả mọi người đều bất ngờ, ngơ ngác nhìn vương tọa đó. Không ngờ lại là người được vương tọa lựa chọn thì đúng là anh ta có tư cách gia nhập kiếm các. Đúng thế, dù gì thì Ngô Bình cũng không được vương tọa lựa chọn, vương tọa không biết lừa người đâu. Lúc này thấp thoáng có mấy bóng người xuất hiện trên mây, họ đều là trưởng bối của Khu Thiên, rõ ràng hành động hôm nay của Khu Thiên được sự ủng hộ của bọn họ. Được vương tọa hỗ trợ thì không ai có thể bì được. Với Thiên, một ông già lẩm bẩm. Không sai, đến cả tổ sư năm xưa cũng phải chịu thua vương giả, Khu Thiên nhất định sẽ hơn được người đi trước, vô địch thiên hạ. Ngô Bình nhìn ảo ảnh của vương tọa thì cảm giác tim mình đập mạnh hơn. Cùng lúc đó, ảo ảnh của vương tọa cũng mở dần đi, nhưng sau lưng Ngô Bình lại đột nhiên nóng lên. Trước ánh mắt bất ngờ của tất cả mọi người, ảo ảnh của vương tọa đã biến mất. Ngược lại, dấu ấn của vương tọa lại xuất hiện trên lưng Ngô Bình. Chuyện gì thế kia, Khu Thiên cảm thấy khí tức của vương tọa biến mất thì lớn tiếng hỏi. Một tiếng cười lớn từ trong kiếm các vang lên, đấy là giọng của Thẩm Huyền Tông. Nếu tôi đoán không sai thì chủ của vương tọa lúc nãy đã mất, vừa hay cậu gặp được nó, vì vậy vương tọa vô chủ mới tạm thời chọn cậu. Nhưng rõ ràng cậu không được vương tọa công nhận, nên một khi nó gặp được người thích hợp hơn thì nó sẽ từ bỏ cậu. Khu Thiên vừa kinh ngạc vừa tức giận, anh ta nhìn sang Ngô Bình, trong tất cả những người có mặt ở đó, cũng chỉ có mình Ngô Bình thích hợp với vương tọa hơn anh ta. Không, không thể nào, anh ta hét lớn, đột nhiên đan hai tay vào nhau. Sau lưng liền xuất hiện một người khổng lồ sáu tay, mỗi cánh tay đều cầm một binh khí, hầm hầm tấn công Ngô Bình. Khu Thiên đã là cao thủ cảnh giới thần thông, người khổng lồ đó là do dương thần của anh ta biến thành, uy lực kinh người. Cậu dám, một giọng hét lạnh lùng từ trong kiếm các vang lên. Ngô Bình cao giọng đáp, sư tôn yên tâm, một Khu Thiên nhỏ bé không đáng là gì với đệ tử. Cậu vừa dứt lời thì rút kiếm thất tỉnh Long Uyên ra. Khởi động tuyệt kỹ được ghi trong Thái Hoàng chương 5, Trảm Tinh Hà. Tuyệt kỹ này được thi triển thì có thể chém nứt tinh hà, uy lực rất khủng khiếp. Tận sâu trong hư không, một thanh kiếm bằng tinh quang chói lóa khổng lồ xé toạc không gian, xuất hiện trước dương thần sáu tay. Xin nhẹ tay, vài giọng nói vang lên từ trong mấy tầng mây. Chính vào lúc này, lưỡi kiếm khổng lồ chuyển hướng, mặt kiếm đập mạnh lên dương thần của Khu Thiên. Một tiếng động lớn vang lên. Khu Thiên bị đánh bay ra cả trăm mét, dương thần bị thương nặng, hét lên thảm thiết. Đấy là Ngô Bình chưa dùng đến lưỡi kiếm đấy, nếu không thì dương thần của anh ta đã bị chém đứt thành hai đoạn,
chết ngay tại chỗ rồi. Không phải vì cậu lo lắng giết anh ta sẽ gặp rắc rối, chỉ là cậu cảm thấy Thái Hoàng giáo chỉ có mấy đệ tử nòng cốt, giết anh ta thì đáng tiếc nên mới giữ lại mạng cho anh ta. Cảm ơn. Mấy người đang đứng trên mây thở phào, nối đuôi nhau xuất hiện, đỡ Khu Thiên dậy. Ngô Bình không nhiều lời thêm, chỉ đưa mấy người Tử Hy vào kiếm các. Mấy người họ ngồi xuống trong kiếm các, Ngô Bình lại vào trong không gian thần bí đó. Ba vị sư tôn đang ngồi ở đó, cười tít mắt nhìn đệ tử của mình. Ngô Bình, có phải vương tọa đó đã chuyển qua người con rồi không? Ngô Bình khoe dấu ấn của vương tọa đằng sau lưng ra, hỏi, sư tôn, sao vương tọa này lại chạy lên người con? Thẩm Huyền Tông cười, nói, đấy là vương tọa thích khách, chủ nhân của vương tọa này đã chết, bây giờ nó là vật vô chủ. Nếu con có thể đáp ứng được yêu cầu của nó thì sẽ có thể có được nó, trở thành vua thích khách đời tiếp theo. Ngô Bình, sư tôn, những vương tọa này đến từ đâu? Thẩm Huyền Tông, vương tọa thích khách đại diện cho thành tựu tối cao trong lĩnh vực thích khách, sở dĩ vương tọa xuất hiện là vì từng có một cao thủ trong giới thích khách dung hợp cảm nhận của mình vào thiên đạo có cảm xúc, sinh ra vương tọa thích khách. Sẽ có một ngày, nếu con đủ mạnh ở một lĩnh vực nào đó, con cũng có thể khiến thiên đạo sinh ra vương tọa mới. Ngô Bình, thì ra là vậy. Thẩm Huyền Tông, hiện tại vương tọa này vẫn chưa thuộc về con, phải nỗ lực hơn mới được. Âu Dương Thiên Tế cười, nói cậu ấy sẽ trưởng thành hơn. Ngô Bình, tiếp theo đây, các thầy sẽ chia nhau truyền các bộ kiếm phổ cho con. Sau khi có được kiếm phổ, con phải cố gắng lĩnh hội. Vâng. Thẩm Huyền Tông vòng hai tay trước ngực, lòng bàn tay liền xuất hiện một quyển kinh thư màu vàng phát sáng. Quyển kinh thư đó được ông ta dùng công lực toàn thân biến ra, bên trong không chỉ có toàn bộ nội dung của kinh thư mà còn có kinh nghiệm và trí tuệ của Thẩm Huyền Tông. Phương pháp này truyền dạy tất cả không giữ lại gì, thường thì chỉ có cha con mới dùng đến cách này. Nhưng lúc này đây, Thẩm Huyền Tông đã không hề giữ lại bất cứ thứ gì cho mình. Kinh thư biến thành một luồng sáng, chạy vào trong biển ý thức của Ngô Bình, rồi từ từ mở ra. Chữ trong sách tự động bay ra, xuất hiện trước mặt Ngô Bình. Thẩm Huyền Tông nói, kinh thư này tên là Cửu Thiên Kiếm Kinh. Sau đó, Âu Dương Thiên Tế cũng dùng cách đó để truyền dạy bộ kinh thư thứ hai, kinh thư cũng xuất hiện trong đầu Ngô Bình. Kinh thư này tên là Thập Địa Kiếm Kinh, Âu Dương Thiên Tế nói. Cuối cùng, La Vô Phi truyền bộ kiếm kinh thứ ba, tên là Nguyên Cơ Kiếm Kinh. Sau khi có được ba bộ kiếm kinh, cảm giác đầu tiên của Ngô Bình là khó, khó vô cùng. Cậu bất giác trao chặt mày. Cảm thấy mấy quyển kiếm kinh này huyền diệu và khó hiểu vô cùng, vốn không thể nào lĩnh ngộ được. Thẩm Huyền Tông thấy Ngô Bình chau mày thì nói, khó hiểu cũng là chuyện bình thường, ba thầy đều dùng cả đời để lĩnh ngộ, nhưng cũng không dám nói là đã hiểu thấu hết. Muốn đồng thời hiểu hết được ba bộ thì độ khó lại càng lớn hơn. U Dương Thiên Tế nói, Ngô Bình, con cố gắng lĩnh ngộ, có thể lĩnh ngộ được bao nhiêu hay bấy nhiêu. Trong đầu Ngô Bình bỗng xuất hiện một số thứ, Thiên Thượng Tam Kiếm, Thiên Hạ Cửu Kiếm cũng như Thiên Ngoại Nhất Kiếm, cậu so sánh thì thấy chúng có rất nhiều điểm tương thông. Ba bộ kiếm kinh lần lượt đại diện cho kiếm đạo, kiếm thuật và kiếm biến. Sau khi có sự tham khảo, Ngô Bình cảm thấy ba bộ kiếm kinh này cũng không đến nỗi khó, nhưng cũng không phải thứ cậu có thể lĩnh hội được trong ngày một ngày hai. Ngô Bình nhận được truyền thừa xong thì xin phép, rời đi, từ khi cậu vào nhân hoàng giới đến giờ đã mấy ngày rồi. Cậu không yên tâm về bạn bè và người thân ở nhà nên quyết định tạm về thế tục, từ từ lĩnh ngộ kiếm kinh. Tử Hy đưa Ngô Bình đến trận dịch chuyển, nó nằm ở trong một đại điện vuông văn. Tử Hy nói, Ngô trưởng lão, trận dịch chuyển này dẫn thẳng đến Thần Hoàng Tông ở thế tục, đến đó cậu có việc gì lớn thì có thể dặn dò người của Thần Hoàng Tông. Ngô Bình gật đầu, chào tạm biệt mọi người. Trận văn màu đỏ sáng lên, một luồng sáng vụt qua. Ngô Bình liền được đưa về trong một hang núi ở thế tục. Sau khi vượt qua một đoạn không gian kỳ quái, trước mắt cậu lóe sáng, cậu liền nhìn thấy hai cô gái mặc đồ đỏ đang nhìn mình bằng ánh mắt đầy kính sợ. Ngô Bình bước ra từ trong trận pháp dịch chuyển của khắc trận văn màu đỏ, hai người phụ nữ bỗng quỳ xuống run giọng nói, chào Thượng Tiên. Ngô Bình hơi ngạc nhiên hỏi, các cô là người của Thần Hoàng Tông? Hai người phụ nữ vội gật đầu, vâng, tôi đi báo cho. Đường chủ ngay. Ngô Bình xua tay nói, không cần đâu, dẫn tôi đến lối ra. Vâng, người phụ nữ vội nói, cung kính đi trước dẫn đường. Hai người phụ nữ, một người mặc đồ tím, một người mặc đồ vàng, vẻ ngoài rất xinh đẹp,
khoảng 20 tuổi. Đi đến lối ra vào hang núi, Ngô Bình phát hiện nơi này là một căn biệt thự trên đỉnh núi, cậu lại nhìn xung quanh, cảm thấy hẳn là ở phía nam nên hỏi, đây là nơi nào? Người phụ nữ áo tím nói, thưa Thượng Thiên, nơi này là một sảnh của Thần Hoàng Tông. Ngô Bình, ý tôi là vị trí, hướng của nơi này. Người phụ nữ áo vàng nói, trong khu vực tỉnh Lĩnh Tây. Ngô Bình gật đầu, đang định rời đi thì ngoài cửa có tiếng động lớn, hình như cửa bị đá ra, sau đó một người đàn ông tức giận lao vào, theo sau ông ta có bốn người nữa. Cậu Lư, cậu làm gì thế? Người phụ nữ áo tím sầm mặt, quở trách đối phương. Cậu Lư đó hừ một tiếng nói, Đinh Lạc Thần trêu tôi như khỉ vậy hả? Tôi đợi cô ta ở Thính Tuyết Hiên 3 tiếng đồng hồ rồi đấy, mà cô ta lại chẳng nói một lời nào. Người phụ nữ áo vàng nói, cậu Lư, hôm nay có khách đến, mời anh lập tức đi cho. Cậu Lư nhìn Ngô Bình, càng tức giận hơn hỏi, hắn là ai? Chẳng phải các cô nói là nơi này không cho phép đàn ông vào sao? Người phụ nữ áo vàng sợ hắn đắc tội với Ngô Bình, lập tức bước đến vung bàn tay lên, lực tay cực mạnh lao. Đến, cậu Lư và người bên cạnh hắn bị đánh cho liên tục lùi về sau. Hỗn láo, một người đàn ông trung niên phía sau cậu Lư bước ra, người này cao to lực lưỡng, giọng nói rất vang. Hai tay ông ta to gấp đôi người thường, lúc này trở nên đỏ như máu, giơ tay lên đánh người phụ nữ áo vàng. Người phụ nữ áo tím kêu lên, cẩn thận, đây là Chu Sa trưởng đấy. Thế nhưng đối phương ra tay quá nhanh, bàn tay đè xuống, tia sáng màu đỏ lóe lên, người phụ nữ áo vàng không thể tránh được. Lúc người phụ nữ áo vàng định liều mạng với ông ta, một bóng người chắn trước mặt cô ta, ánh sáng đỏ đó đánh trúng người cậu nhưng lại không hề hấn gì. Người trung niên ra tay sửng sốt, Chu Sa trưởng của ông ta rất mạnh, đến cả voi cũng không thể chịu được một cái đánh này, sao người này lại chẳng có việc gì thế? Người chắn ở giữa chính là Ngô Bình. Cậu bình thản nói, có gì thì nói, cần gì phải ra tay đánh người. Người trung niên tức giận nói, cậu cũng dám xen vào chuyện của ông đây à, nhận lấy một trưởng của tôi đi. Người này gầm lên, xoa hai tay vào nhau, trong lòng bàn tay đột nhiên bốc ra khói màu đỏ, là một công phu rất tà ác. Thế nhưng chưa kịp thi triển công phu đã bị Ngô Bình đá văng ra xa. Cú đá không hề nhẹ, sau khi rơi xuống đất, người trung niên sùi bọt mép, cả người co giật. Đã quấy rầy đến Thượng Tiên, tôi đáng chết, hai cô gái khiếp sợ quỳ xuống đất. Ngô Bình nói, không sao, đứng lên đi. Hai người đứng dậy, người phụ nữ áo vàng nói với cậu Lư đang ngơ ngác, đây là Thượng Tiên đến từ tiên giới, nếu anh không muốn chết thì mau cút đi. Cậu Lư đó nhìn chằm chằm Ngô Bình, bỗng quỳ xuống cầu xin, chào Thượng Tiên, anh có thể cứu mẹ tôi không? Ngô Bình ngạc nhiên, người này không quen mình sao lại cầu xin mình? Cậu hỏi, anh biết tôi là ai không? Cậu Lư lắc đầu, tôi không biết Thượng Tiên, nhưng tôi biết có thần tiên đứng sau lưng Thần Hoàng Tông, chắc chắn anh có cách chữa trị cho mẹ tôi cúi đầu quỳ lại anh. Ngô Bình nói, đứng lên rồi nói. Cậu Lư này đứng lên, nói tôi tên là Lư Thái, mặc dù chuyện xảy ra khá đột ngột nhưng vì cứu mẹ tôi nên tôi cũng không để tâm quá nhiều. Cậu hỏi người phụ nữ áo vàng, cô biết anh ta? Người phụ nữ áo vàng vội nói, thưa Thượng Tiên, nhà họ Lư là một gia tộc danh giá ở Lĩnh Tây, tổ tiên họ có nhiều người làm quan chức cấp cao trong triều. Nhưng trong một trận thanh trừng vào 10 năm trước, nhà họ Lư làm rơi thần đàn, bố Lư Thái từ bỏ chức vụ, bắt đầu kinh doanh, đầu tư vào vài công ty, sau đó trở thành người giàu nhất đại hạ. Ngô Bình hỏi Lư Thái, mục đích anh đến đây là gì? Lư Thái nói, thưa Thượng Tiên, tôi biết Thần Hoàng Tông có quan hệ với tiên giới nên muốn nhờ cô Ngọc ở đây giúp tôi móc nối quan hệ, xin một tiên nhân cứu mẹ tôi. Ngô Bình, anh có lòng hiếu thuận, ngừng một chốc, cậu hỏi, mẹ anh bị làm sao? Lư Thái, không biết là bệnh gì lạ mà ra cả người thối rữa, hôi thối, nội tạng thường xuyên chảy máu. Nếu không nhờ có đội ngũ y tế hàng đầu thế giới đến chăm sóc, mẹ tôi cũng khó có thể kiên trì đến bây giờ. Nhưng dù vậy, mẹ tôi cũng rất đau đớn. Bà từng nói rất nhiều lần là hy vọng có thể sớm kết thúc cuộc đời này. Thượng Tiên, chỉ cần anh chữa khỏi bệnh cho mẹ tôi sẵn sàng trả bất cứ giá nào. Ngô Bình hỏi, mẹ anh đang ở đâu? Ở nhà tôi, Lư Thái nói, ánh mắt đầy vẻ mong đợi. Ngô Bình, được, tôi đi với anh một chuyến. Lư Thái mừng rỡ, cảm ơn Thượng Tiên. Ngô Bình, tôi họ Ngô, anh không cần gọi tôi là Thượng Tiên. Lư Thái,
Vậy tôi gọi anh là anh Ngô, mời anh Ngô. Người phụ nữ áo vàng không ngờ Ngô Bình lại dễ dàng đồng ý như vậy. Trước đây tất cả những người đến từ trên đó đều là người mắt cao hơn đầu, sẽ không thèm nhìn những người như họ lấy một cái, chứ đừng nói gì là người phàm như Lư Thái. Thượng tiên, có cần chúng tôi đi cùng không? Ngô Bình nghĩ đến mình không quen với người ở đây, bèn nói, vậy được, cô đi với tôi. Người phụ nữ áo vàng vui mừng nói, vâng. Ngô Bình và người phụ nữ áo vàng được mời lên xe, xe rất rộng rãi và thoải mái, Ngô Bình ngồi ở hàng giữa. Người phụ nữ áo vàng ngồi ở một bên, Lư Thái ngồi phía trước. Ngô Bình hỏi người phụ nữ áo vàng, cô tên gì thế? Người phụ nữ áo vàng được hỏi mà sợ, nói tôi tên là Cốc Tâm Lăng. Ngô Bình, các cô chuyên canh giữ bên cạnh trận dịch chuyển sao? Cốc Tâm Lăng, cũng không phải, lúc trận dịch chuyển khởi động, chuông bên ngoài sẽ vang lên nên chúng tôi mới đến đó trước. Sau đó cô ta hỏi, Thượng Tiên Ngô. Nhìn phong thái của anh thế này chắc hẳn là đệ tử chân truyền nhỉ. Ngô Bình bật cười, Cốc Tâm Lăng mạnh dạn đoán, cũng chỉ dám nói cậu là đệ tử chân truyền, cậu nói tôi là trưởng lão kiếm các Thái Hoàng giáo. Cốc Tâm Lăng ngạc nhiên che miệng, anh còn trẻ thế mà đã là trưởng lão à? Đi đường không có việc gì làm nên Ngô Bình bèn nói chuyện phiếm với cô ta, hỏi cô ta cô biết kiếm các? Không. Cốc Tâm Lăng khẽ gật đầu, tôi biết một chút. Đường chủ nói kiếm các là nơi quan trọng nhất của Thái Hoàng giáo, anh là trưởng lão kiếm các, chắc chắn địa vị của anh ở Thái Hoàng giáo vô cùng cao nhỉ. Ngô Bình cười nói, trưởng lão kiếm các không khác thượng trưởng lão là mấy, không bàn đến địa vị cao thấp. Cốc Tâm Lăng cảm thấy vô cùng kinh ngạc, nếu bên trên phái một đệ tử chân truyền xuống đã lợi hại rồi, lần này lại phái thượng trưởng lão, trời ạ. Nếu đường chủ biết được chuyện này, có ngất xỉu luôn tại chỗ không nhỉ? Nói thêm vài câu. Ngô Bình hỏi Lư Thái, trách hẳn đã tìm không ít người chữa bệnh cho mẹ anh rồi nhỉ, họ nói thế nào? Lư Thái thở dài, tôi đã tìm đến rất nhiều danh y, nhưng người nào cũng có cách nói của mình, không ai giống ai. Có người nói là tà độc xâm nhập vào cơ thể, có người nói là miễn dịch bị tấn công, còn có người nói là phóng xạ dẫn đến đột biến gen. Nghe thế Ngô Bình cũng cảm thấy bệnh tình của mẹ Lư Thái rất kỳ lạ bèn hỏi, trước khi mắc căn bệnh này. Mẹ anh có gặp phải chuyện gì kỳ lạ hay trải qua chuyện gì kỳ lạ không? Lư Thái ngẫm nghĩ rồi nói, không có. Mẹ tôi không ra khỏi nhà, đều ở trong nhà thôi, không gặp chuyện gì kỳ lạ cả. Trong lúc nói chuyện, xe đã chạy đến một căn nhà lớn có sân rộng, xe dừng trước một tòa nhà cao 5 tầng, tất cả cửa sổ trong nhà đều đóng kín, kéo rèm che. Ánh sáng, nhìn có vẻ kỳ quái. Mời Ngô Bình xuống xe, Lư Thái giải thích, anh Ngô. Mắt mẹ tôi không thể nhìn vào ánh sáng nên bên trong khá tối, mong anh thông cảm. Ngô Bình, không sao, anh dẫn tôi đến gặp mẹ anh đi. Bước vào phòng khách, căn phòng rất tối, Lư Thái cầm một ngọn nến đã được đốt lên rồi mời Ngô Bình vào phòng ngủ ở phía tây tầng 1, những người khác thì đợi bên ngoài. Phòng ngủ lại càng tối tăm hơn, Ngô Bình vừa bước vào đã ngửi thấy mùi thuốc nồng nặc và cả mùi thối rữa. Cậu khẽ cau mày, biết bệnh tình của mẹ Lư Thái đã vô cùng nặng. Nếu không có những dược liệu quý giá này, bà ta sẽ không thể sống cho đến bây giờ. Có một chiếc giường lớn được trải ra đen, một người phụ nữ cả người quấn băng gạc tẩm thuốc đang nằm trên giường, trên mặt bà ta cũng được dán một thứ gì đó giống mặt nạ, không thể nhìn thấy toàn bộ dung mạo. Lư Thái bước đến khẽ nói, mẹ, đây là tiên nhân con mời đến khám bệnh cho mẹ. Người phụ nữ xoay người lại. Trong lúc đó bà ấy phát ra tiếng hừ nặng nề như thể động tác đơn giản này cũng khiến bà ta cảm thấy vô cùng đau đớn. Ngô Bình, đừng động đậy, bà nằm yên là được. Cậu bước đến một bên khác chiếc giường quan sát, ánh mắt người phụ nữ như bị một lớp sáp che mờ, trống rỗng. Ngô Bình gỡ mặt nạ trên mặt bà ta xuống, cẩn thận quan sát một chốc, sau đó lại bắt mạch cho bà ta rồi nói, chúng ta ra ngoài đi. Quay lại phòng khách, Ngô Bình giải thích nguyên nhân bị bệnh. Mẹ anh bị trúng một loại tà độc, chất độc này có thể gây chảy máu trong, loét da, rụng răng, mù lòa. Nếu không nhờ nhà anh có điều kiện tốt, dùng thuốc tốt nhất để duy trì mạng sống của bà ấy thì bà ấy đã chết trong đau đớn từ lâu rồi. Lư Thái hỏi, anh Ngô, vậy có thể chữa được bệnh cho mẹ tôi không? Ngô Bình, được chứ, nhưng dược liệu tôi dùng vô cùng quý giá, e là không phải dược liệu anh có thể chỉ trả. Để chữa trị loại tà độc này, cần phải dùng đến linh dược cấp 5 và một số dược liệu khác. Đều có hết những loại dược này, nhưng tương đối đắt tiền. Cho dù nhà họ Lư giàu có cũng không đủ khả năng chi trả.
Dù sao nhà họ trong thế tục gì đó, tiền trong tay họ cũng không thể đổi được bao nhiêu tiền tiên. Lư Thái suy nghĩ một chốc, hắn cắn răng đi vào. Phòng sách, một lúc sau hắn mới lấy một chiếc hộp, được chạm khắc bằng tay ra, cẩn thận mở chiếc hộp ra, sau đó đặt trước mặt Ngô Bình, anh Ngô, đây là vật bảo. Vô giá mà ông nội tôi để lại, tổ sư từng nói trừ khi không thể sống nổi nữa, nếu không nhất định không được động đến nó. Hiện tại vì cứu mẹ tôi sẵn lòng tặng thứ này cho anh. Ngô Bình nhìn chiếc hộp, bên trong có một con côn trùng như ngọc trắng to bằng ngón tay cái, cực kỳ mập mạp, tựa hồ đang trong trạng thái ngủ đông. Khoảnh khắc nhìn thấy con côn trùng đó, trong đầu Ngô Bình hiện lên một số thông tin. Côn trùng này tên là Tam Kiếp Trùng, có thể che chắn cho chủ nhân thoát khỏi 3 lần kiếp nạn. Điều kỳ diệu nhất ở nó là bất kể là tai họa nào, cho dù là đại nạn lớn, nó cũng có thể che chắn được. Ngô Bình nói, đây là côn trùng gì thế? Lư Thái, đây là thứ tổ sư để lại, nói là vô cùng quý giá, nhưng cũng không nói rốt cuộc nó quý giá thế nào. Ngô Bình, thế nên anh cũng không biết nó là cái gì. Lư Thái ngay thẳng nói, học thức của gia tổ thâm sâu, lời của ông ấy tuyệt đối không sai. Ngô Bình ừ một tiếng, mặc dù tôi không biết đây là thứ gì, nhưng thấy được lòng hiếu thảo của anh, tôi sẽ nhận lấy và chữa khỏi bệnh cho mẹ anh. Lư Thái mừng rỡ, sau đó quỳ xuống đất cảm ơn anh Ngô. Cất hộp gỗ đi, Ngô Bình lấy một ít thuốc ra, nhanh chóng loại bỏ tà độc trên người mẹ Lư Thái, đồng thời để lại 3 viên đan dược, để bà ta 2 ngày uống một viên, đến lúc đó là có thể hồi phục như trước. Nhìn thấy mẹ mình đang hồi phục với tốc độ có thể thấy bằng mắt thường, sắp tới có thể nhìn thấy ánh sáng, hơn nữa cơ thể không còn đau đớn nữa, Lư Thái biết cách trị liệu của Ngô Bình đã có tác dụng, cảm thấy vui mừng khôn xiết. Ngô Bình dặn dò những gì cần chú ý, sau đó lại gọi Lư Thái vào phòng khách, nghiêm túc nói, vết thương do độc của mẹ anh có thể hồi phục khá nhanh, nhưng không thể xem thường tà độc này, không phải là thứ người bình thường có thể tiếp xúc. Mẹ anh bị trúng tà độc, rất có thể có người bỏ độc bà ấy, mà người đầu độc có lẽ còn sẽ tiếp tục ra tay. Lư Thái vừa ngạc nhiên vừa tức giận, hắn nói, anh Ngô, anh có thể chỉ người đầu độc là ai không? Ngô Bình, anh đừng hoảng sợ. Người có thể sử dụng loại độc này chắc chắn rất mạnh. Bây giờ tôi đã chữa khỏi bệnh cho mẹ anh, chắc chắn người đó sẽ lộ diện. Anh có thể công khai với bên ngoài tôi là người của Thần Hoàng Tông, bảo hắn đến tìm tôi. Lư Thái cảm thấy biết ơn, cảm ơn anh Ngô, tôi sẽ không quên ơn đức này. Ngô Bình nói, có việc gì thì anh có thể liên hệ với Cốc Tâm Lăng. Ra khỏi nhà họ Lư, Ngô Bình đưa một số điện thoại cho Cốc Tâm Lăng, Cốc Tâm Lăng mừng rỡ nói. Trưởng lão Ngô, anh có việc gì thì cứ dặn dò, cả Thần Hoàng Tông sẽ cố gắng hết sức làm cho anh. Ngô Bình ừ một tiếng, sau đó cưỡi ánh sáng biến mất ở đằng xa. Nhìn bóng lưng Ngô Bình, Cốc Tâm Lăng ngân người, trưởng lão Ngô còn trẻ như thế mà tu vi lại cao, cô ta ngưỡng mộ quá. Ngay lúc này cô ta nhận được điện thoại của đường chủ, giọng nói của một người phụ nữ vang lên, A Lăng, thượng tiện đang ở đâu? Cốc Tâm Lăng thở dài, nói, đường chủ. Trưởng lão Ngô đã đi rồi, nhưng anh ấy lấy số điện thoại của tôi, chắc là sau này sẽ tới tìm chúng ta. Người phụ nữ sửng sốt, cô nói sao, trưởng lão Ngô à? Cốc Tâm Lăng cười nói, đúng thế, thượng tiên là trưởng lão kiếm các, địa vị tương đương với thượng trưởng lão. Người phụ nữ sửng sốt vài giây, sau đó nói, cô về đây ngay, nghĩ một lý do cho tôi liên hệ với trưởng lão ngỡ. Ngô Bình quay về từ nhân hoàng giới. Dĩ nhiên sẽ về chỗ Đông Vương một chuyến, dù sao cậu cũng là người được Đông Vương đưa vào nhân hoàng giới. Thấy Ngô Bình trở về nhanh như vậy, Đông Vương rất vui mừng, hỏi hắn đã thu hoạch được gì. Dĩ nhiên Ngô Bình không tiện nói quá chi tiết, chỉ nói rằng mình đã tìm được một ít dược liệu, chuyến đi này rất đáng giá. Ngồi chơi ở phủ Đông Vương một lát, cậu quay lại Học viện Quân sự Đại Hạ, bây giờ cậu là học sinh của Học viện Quân sự, gian nghỉ phép đã qua lâu rồi nên cậu phải quay về. Thật ra thân phận của bên Học viện Quân sự đã không còn quan trọng với cậu nữa, nhưng nếu đã đến đây rồi thì cậu vẫn nên hoàn thành tất cả các khóa học từ đầu đến cuối. Quay về học viện, Ngô Bình mới nhận ra đa số các học viên ở lớp cao cấp tiến hành cuộc thi thử thực chiến. Học viện Quân sự chủ yếu đào tạo các nhân tài chỉ huy quân sự xuất sắc nên kết quả của bài kiểm tra mô phỏng thực chiến rất quan trọng, liên quan đến điểm tốt nghiệp. Cha Thanh Tuyền đang ở hiện trường, nhìn thấy Ngô Bình bước vào. Anh ta khá ngạc nhiên hỏi, cậu về sớm thế? Ngô Bình nói, hết cách rồi, tôi phải về thi.
Mặt Cha Thanh Tuyền lạnh tanh, anh ta nói, cuộc thi. Hôm nay phải đăng ký trước, cậu đi đăng ký trước đi. Ngô Bình, ồ, vậy tôi chỉ có thể dùng đến đặc quyền thôi. Cha Thanh Tuyền trao mày, cậu có đặc quyền gì? Ngô Bình, theo pháp luật đại hạ, quý tộc có quyền ưu tiên. Cha Thanh Tuyền nhìn cậu chằm chằm, cậu là quý tộc sao? Ngô Bình, tôi có một huân chương thần long, tự nhiên sẽ thành quý tộc. Tố Văn Thương cười, nói, Ngô Bình, mau qua tham gia thi đi. Cậu đến địa điểm thi thì phát hiện Dương Quốc Hào, và Từ Văn Hổ đang ở cách đó không xa, họ cũng tham gia thi. Tố Văn Thương nói, Ngô Bình, thi giả chiến rất khắc nghiệt, cậu phải chuẩn bị kỹ. Thời gian thi kéo dài đến một tiếng rưỡi, sau khi Ngô Bình vào chiến trường hư không thì lập tức bắt nhịp. Chiến đấu. Nội dung thi là Ngô Bình phải dẫn dắt 50.000 quân, chiến đấu với 100.000 đại quân của quân địch ở bên ngoài. Chiến thuật của Ngô Bình rất cao minh, cậu dẫn dụ 10.000 quân địch ra và tiêu diệt trước, sau đó lại dùng cách tương tự, từ từ vắt kiệt sức của đối phương. Chưa đến 50 phút, cuộc chiến đã kết thúc, Ngô Bình tiêu diệt thành công hơn 40.000 quân địch. Số còn lại đã không còn sức chống trả. So với cậu, thành tích tốt nhất của những học viên khác cũng phải dùng đến một tiếng 30 mấy phút mới tiêu diệt được quân địch, kém Ngô Bình đến 30 phút. Hơn nữa, quân của Ngô Bình chỉ thương vong hơn 300 người, còn đối phương thì thương vong đến hơn 12.000 người, thắng thua rất rõ ràng. Cuộc thi kết thúc, hệ thống lập tức báo thành tích của Ngô Bình là cấp S+, ngoài cậu ra, thành tích tốt nhất cũng chỉ đến cấp A. Không thể nào so sánh được. Cha Thanh Tuyền ra khỏi trường thi thì lạnh lùng nói, Ngô Bình, cậu đi theo tôi. Ngô Bình đi theo cha Thanh Tuyền đến văn phòng của anh ta, thái độ của cha Thanh Tuyền xoay chuyển 180 độ. Anh ta cười, nói, hôm nay cậu biểu hiện rất tốt, tổng kết với thành tích trước đây của cậu, tôi quyết định để cậu tốt nghiệp sớm. Ngô Bình rất bất ngờ, cậu không nghĩ rằng cha Thanh Tuyền lại giúp đỡ mình, nhưng tại sao anh ta lại làm như thế? Cậu nói với vẻ điềm tĩnh, cảm ơn, có thể tốt nghiệp sớm thì ai cũng đỡ việc. Cha Thanh Tuyền, tôi cũng chỉ nể mặt Đông Vương thôi, dù sao thì cậu cũng là người được ông ấy giới thiệu vào. Anh ta gọi Tố Văn Tương đến, nói cô Tố, chương trình đã hoàn thành, cô giúp Ngô Bình làm thủ tục tốt nghiệp đi. Mặc dù không biết mục đích của cha Thanh Tuyền là gì nhưng có thể sớm rời khỏi nơi này cũng không phải chuyện xấu, Ngô Bình đồng ý ngay rồi đi theo Tố Văn Tương làm thủ tục tốt nghiệp. Sau khi đi qua hai chỗ, cậu lấy được bằng tốt nghiệp, với thân phận là học sĩ ngũ tinh. Bất kể ở đâu, học sĩ ngũ tinh ít nhất cũng phải làm từ đô thống trở lên. Đương nhiên, trước khi chính thức trở thành đô thống, cậu cần phải rèn luyện một thời gian. Ngô Bình lấy được bằng tốt nghiệp thì gọi Dương Quốc Hào và Từ Văn Hổ đến, định ra ngoài ăn bữa cơm chia tay. Tuy họ không quá thân thiết nhưng dù gì cũng là bạn học, vì vậy Ngô Bình đã mời họ đến Đại Đô Hội, để họ chơi thả ga. Đại Đô Hội có rất nhiều chỗ ăn cơm, hơn nữa đều là do siêu đầu bếp đích thân làm. Mấy người họ đến một tửu lầu tên là Vấn Tiên Lầu, gọi loại rượu ngon nhất. Món ăn được dọn lên, rượu được rót đây, Ngô Bình uống hết mình với bạn học. Sau vài ly, cậu kể việc cha Thanh Tuyền giúp mình tốt nghiệp sớm. Dương Quốc Hào nghe xong thì rất ngạc nhiên, nói, đại ca, con người cha Thanh Tuyền rất thanh cao, thường rất lạnh lùng với bọn này. Tôi thấy anh ta vốn dĩ chẳng xem chúng tôi ra gì. Ngô Bình, ô, anh ta xem thường học sinh của Học viện Quân sự Đại Hạ sao? Dương Quốc Hào thở dài, đúng vậy, theo lý mà nói, chúng ta đều là con cưng, dù không có bản lĩnh gì thì cũng có gốc gác, không biết tại sao tôi cứ cảm thấy cái en cha Thanh Tuyền này luôn xem thường chúng ta. Ánh mắt anh ta nhìn chúng ta giống như một con mãnh thú đang nhìn một con côn trùng. Ngô Bình, các anh có biết gốc gác của cha Thanh Tuyền không? Dương Quốc Hào nói nghe nói tên cha Thanh Tuyền này có thể là người của tiên giới. Ngô Bình, ô, người đến từ tiên giới sao? Dương Quốc Hào, tôi cũng chỉ nghe một sư tỷ nói vậy thôi, sư tỷ đó cũng nghe trưởng bối của mình nói. Vì nhờ có trưởng bối của chị ấy, cha Thanh Tuyền mới vào được Học viện Quân sự Đại Hạ và làm được chủ nhiệm lớp. Ngô Bình liền hứng thú, hỏi tại sao người của tiên giới lại chạy đến học quân sự? Dương Quốc Hào gắp một đũa thức ăn, cười. Nói, đúng vậy, lúc đầu tôi cũng thấy kỳ lạ, trong mắt người phàm như chúng tôi, người của tiên giới đều cao không với tới, chắc cũng chẳng coi Học viện Quân sự ra gì, vì vậy tôi mới đoán chắc anh ta đến đây là có mục đích. Ngô Bình cùng ly với Dương Quốc Hào, nói, thông tin của anh nhạy vậy, thế có tra được nguyên nhân chưa?
Dương Quốc Hào cười, nói, người anh em tôi đây là ai chứ? Có một thời gian tôi chuyên quan sát cha Thanh Tuyền, phát hiện mỗi ngày anh ta đều đến một chỗ 3-4 lần. Anh ta nhìn xung quanh rồi hỏi, các anh đoán xem, cha Thanh Tuyền đi xem gì nào? Ngô Bình gắp một miếng thịt đặt vào chén của anh A rồi nói. Đừng úp mở nữa, mau nói xem. Dương Quốc Hào cười he he, nói ra sợ mọi người sợ, cái tên cha Thanh Tuyền này già không đều, chạy đến lớp nữ, để ý một cô em dưới quê lên. Có điều cô em này thật sự rất xinh đẹp, các anh cũng biết tôi mà, có gái đẹp nào mà tôi chưa từng gặp không? Nhưng lần đầu tiên gặp cô gái đó, tôi cũng phải thất thần. Từ Văn Hổ lách đầu nói, tên cha Thanh Tuyền này quá đáng thật, già đầu rồi mà còn có ý đồ với một cô gái trẻ. Dương Quốc Hào, chớ sao nữa, tên đó trông đàng hoàng mà thật ra lại là một người chẳng ra gì. Ngô Bình lại không nghĩ như vậy, chắc chắn cha Thanh Tuyền không phải loại người vì một cô gái mà chạy tới chạy lui 3-4 lần. Cậu hỏi, cô gái đó tên gì? Dương Quốc Hào chớp mắt, nói ai xinh đẹp nhưng lại rất dễ gần, nhờ có ý bảo vệ cô ấy mà sau đó tôi và cô ấy đã là bạn, còn từng ăn cơm chung nữa. Ngô Bình, nghĩa là hai người quen biết nhau. Dương Quốc Hào, thật ra lúc đầu cô ấy cũng lo. Lắng tôi có ý đồ gì với cô ấy nhưng sau đó tôi giúp cô ấy giải quyết một số rắc rối trong nhà nên cô ấy đã tin tưởng tôi. Nói ra cũng lạ, mặc dù cô ấy xinh đẹp nhưng lúc ở bên cạnh cô ấy tôi lại không có chút ý nghĩ nào về chuyện đó, làm khoảng thời gian đó tôi cứ nghĩ không biết mình có cong không. Sau này tôi ra ngoài tìm gái thử, kết quả đã đàn ông trở lại. Ngô Bình, giờ vẫn còn sớm, anh liên lạc với cô ấy. Mời cô ấy ra ăn cơm đi. Dương Quốc Hào vỗ tay, ý kiến hay. Điện thoại nhanh chóng được nối máy, anh ta cười, nói, Thạch Lan, tôi đang uống rượu với đại ca trong ký túc, cô biết đại ca của chúng tôi không? Chính là Ngô Bình, người lần trước giành được thành tích cao nhất trong trận thi giả chiến đó. Nếu cô có thời gian thì qua ăn cơm cùng. Được, đến nơi gọi cho tôi ra cổng đón cô. Mấy chỗ như đại đô hội đều có chốt. Thạch Lan đến một mình e rằng không thể vào cổng được, lát nữa Dương Quốc Hào phải ra đón cô ta. Khoảng 20 phút sau, Dương Quốc Hào nhận được điện thoại thì lái xe ra cổng đón cô ta. Một lát sau, Dương Quốc Hào dắt một cô gái mặc một chiếc đầm trắng bước vào. Cô gái đó tầm 17-18 tuổi, khuôn mặt rất thanh tú, vóc dáng thon thả. Cô ta vừa bước vào thì liền hướng mắt về phía Ngô Bình, sau đó sảng khoái tiến đến bắt tay với cậu, xin chào, tôi là Thạch Lan. Lúc Ngô Bình bắt tay với cô ta thì cảm giác có một lồng sức mạnh kỳ lạ đang muốn truyền vào người cậu, cậu bất giác hất văng bàn tay mềm mại, nhỏ nhắn của đối phương ra, sau đó nhìn cô ta chằm chằm. Thạch Lan kinh ngạc nhìn Ngô Bình như thể cô ta bị dọa sợ vậy. Dương Quốc Hào vội đứng dậy, đại ca, sao vậy? Ngô Bình nhìn chằm chằm Thạch Lan cười lạnh, rốt cuộc cô là ai? Vẻ mặt Thạch Lan mơ hồ, nói tôi là Thạch Lan. Ngô Bình, ý tôi là kiếp trước của cô. Thạch Lan lắc đầu, tôi không rõ cậu đang nói gì. Vẫn chưa thức tỉnh sao, Ngô Bình chớp mắt đã đến sau lưng Thạch Lan, một tay đặt trên đầu cô ta. Ngay khi chạm vào Thạch Lan, cậu đã cảm nhận được thân thể Thạch Lan như một hố đen, điên cuồng nuốt chửng năng lượng trong thân thể cậu. Cậu lại nhảy ra lần nữa, vẻ mặt khó tin nhìn Thạch Lan, năng lượng trong thân thể cô gái này quá đáng sợ, rốt cuộc cô ta có lai lịch thế nào? Thạch Lan bỗng cảm thấy đầu óc choáng váng, cô ta chậm rãi đi đến ngồi xuống bên cạnh, đầu gục xuống. Ngô Bình ngồi đối diện cô ta, nhìn cô ta chằm chằm hỏi, cảm thấy khó chịu sao? Bình thường thôi, năng lượng trong cơ thể cô không muốn bị khống chế, khi nó bỗng nhiên bùng nổ thì cô sẽ cảm thấy choáng váng. Sắc mặt Thạch Lan tái nhợt, hỏi, cậu làm gì tôi vậy? Ngô Bình thở dài, tôi không làm gì cả, ngược lại suýt nữa cô đã lấy đi toàn bộ công lực tôi rồi. Vẻ mặt Thạch Lan nghỉ ngờ, công lực gì? Ngô Bình ngẫm nghĩ, nói với Dương Quốc Hà anh ra ngoài trước đi, tôi có chuyện cần nói với cô ấy. Dương Quốc Hào gật đầu, gọi những người còn lại rời khỏi phòng. Thạch Lan có chút sợ hãi, cậu muốn làm gì? Ngô Bình nhìn cô ta chằm chằm, tôi rất tò mò rốt cuộc cô là ai? Tôi có một loại bí chú, có thể thức tỉnh ký ức kiếp trước của cô muốn biết không? Thạch Lan rất hiếu kỳ, con người thật sự có kiếp trước sao? Ngô Bình, cô không những có kiếp trước, mà kiếp trước của cô còn rất lợi hại. Thạch Lam khó tin, hỏi, sao cậu biết? Ngô Bình, tôi nghe Dương Quốc Hào nói, cô từ đến từ nông thôn,
không có bối cảnh, không có tài nguyên, cô nghĩ dựa vào đâu mà cô được nhập học tại học viện quân sự. Thạch Lan chớp mắt, tôi nhập học nhờ thành tích rất tốt. Ngô Bình, vậy thì đúng rồi. Tại sao cô xuất sắc như vậy, cô có từng nghĩ đến không? Thạch Lan là người thông minh, cô ta hỏi, là vì tôi có kiếp trước. Ngô Bình, không sai. Tuy cô vẫn chưa thức tỉnh được ký ức kiếp trước, nhưng thiên phú bẩm sinh như vậy không thể che giấu được. Tôi nhắc cô trước, hiện tại đã có người nhắm vào cô rồi, nếu cô không thức tỉnh sớm thì rất có khả năng sẽ bị người khác lợi dụng. Ngay lúc này, Ngô Bình cảm thấy có một luồng thần niệm giáng xuống bao phủ cả cậu và Thạch Lan, cậu kinh ngạc, cậu lập tức đến bên cạnh Thạch Lan. Giây tiếp theo, mặt đất dưới chân hai người đã xuất hiện bóng đen, hai người lập tức chìm xuống đất, biến mất không dấu vết. Chưa đến nửa phút đồng hồ, cửa đã bị đá ra, cha Thanh Tuyền và Tố Văn Tương xông vào. Cha Thanh Tuyền lướt nhìn xung quanh, tức giận nói, quả nhiên cậu ta đã tính kế chúng ta rồi. Vẻ mặt Tố Văn Tương khó coi, cha trưởng lão, làm sao đây? Cha Thanh Tuyền hừ lạnh, tôi đã lén thả truy tông phù trên người Thạch Lan, bọn họ chạy không thoát đâu, đuổi theo. Bên kia, Ngô Bình và Thạch Lan đã xuất hiện trên một ngọn núi ở Kinh Tây. Thạch Lan thấy bản thân đột nhiên từ đại đô hội chạy đến núi non hoang vắng thì giật mình. Không cần đợi cô ta hỏi, Ngô Bình bỗng nhìn cô ta niệm chú, sau đó bí chú vang lên, Thạch Lan cảm thấy đầu óc chợt mê man. Nửa phút sau, cô ta đột nhiên ngồi xuống đất, đầu cúi gục xuống, không hề động đậy. Niệm bí chú xong, Ngô Bình mau chóng đi đến phía xa, nhìn chằm chằm vào cô ta. Một lát sau, Thạch Lan chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt cô ta tỉnh táo, ánh mắt hoảng sợ đã hoàn toàn biến mất. Ngay lúc ấy, có hai bóng người từ trên trời giáng xuống, chính là cha Thanh Tuyền và Tố Văn Tương. Cha Thanh Tuyền nhìn thấy Thạch Lan đang ở đây, ông ta thở phào nhẹ nhõm, đi đến bên cạnh Thạch Lan, nhẹ nhàng nói, Thạch Lan, cô không cần sợ, tôi sẽ bảo vệ cô. Ngô Bình tựa vào một tảng đá, cười lạnh nói, tôi nói mà, một tu sĩ tiên giới như ông chạy đến học viện quân sự làm gì, thì ra là nhắm đến Thạch Lan. Cha Thanh Tuyền lạnh lùng nhìn Ngô Bình chằm chằm, nói cậu tự tìm đường chết. Ngay sau đó, hơi thở ông ta bùng nổ, tung ra một luồng hơi thở hùng mạnh mà chỉ có cao thủ có thần thông cảnh mới có được. Ngô Bình nheo mắt, thì ra là tu sĩ thần thông. Mặt đất sau lưng Ngô Bình nổ tung, từ bên trong có một tảng đá to bằng bàn tay lớn vươn ra, hung hăng đập xuống mặt đất phía Ngô Bình. Cậu lập tức tránh né, lạnh nhã nói, thủ đoạn như vậy không giết được tôi đâu, dùng bản lĩnh thật sự của ông đi. Lúc này, Thạch Lan đang ngồi dưới mặt đất bỗng nhiên vươn một tay chụp lấy cổ cha Thanh Tuyền. Cha Thanh Tuyền kinh sợ, ông ta muốn giãy giụa nhưng cảm thấy cả người mất sức, đồng thời năng lượng trong người bỗng chốc đã bị hút đi. Thạch Lan thả lỏng tay, cha Thanh Tuyền yếu ớt ngã xuống đất. Ông ta lúc này, quầng mắt thâm đen, môi trắng nhợt, hai mắt mở đục, ông ta ngẩng đầu khó khăn, thì thào nói, thì ra cô đã thức tỉnh rồi. Vừa dứt lời, ông ta đã cứng đờ ngã quỳ dưới đất, da rẻ rạn nứt, phong hóa, chẳng mấy chốc đã biến thành một thi thể khô khốc. Ngô Bình thấy cảnh tượng như vậy thì giật mình, nhìn Thạch Lan chằm chằm, sợ cô ta cũng sẽ ra tay như vậy với mình. Sắc mặt Tố Văn Tương tái nhợt, cô ta không ngừng lùi về sau. Lúc này Thạch Lan liếc nhìn cô ta, lạnh nhạt nói, qua đây. Tố Văn Tương thét lên một tiếng, quay đầu bỏ chạy. Nhưng khi cô ta muốn dùng độn thuật thì cảm thấy thân thể mình mất kiểm soát bay lên không trung, sau đó lập tức bay đến trước mặt Thạch Lan. Tố Văn Tương thét lên, đừng giết tôi. Thạch Lan sớm đã không còn như cô gái nhỏ lúc trước nữa, cô ta lạnh lùng nói, cô và cha Thanh Tuyền đã sớm biết thân phận của tôi, nên mới cố ý tiếp cận tôi đúng chứ? Lúc này Tố Văn Tương sợ hãi biến sắc, run rẩy nói, đúng vậy. Cầu xin cô đừng giết tôi. Thạch Lan, cô và cha Thanh Tuyền tiếp cận tôi có mục đích gì? Tố Văn Tương, chúng tôi tiếp cận cô theo lệnh của sư môn, sau đó nghĩ cách có được sự tin tưởng của cô rồi giành lấy chí bảo thiên cực. Thạch Lan cười lạnh, dám nhòm ngó đến thiên cực, sư môn các cô là môn phái nào? Tố Văn Tương đang định lên tiếng thì miệng lại tự động ngậm lại, cô ta cố gắng muốn mở miệng nhưng không thể làm được. Giây tiếp theo, ánh mắt cô ta đầy vẻ kinh sợ. Sau đó ầm một tiếng, ngọn lửa màu tím bỗng thiêu đốt cả người cô ta, thân thể cô tan thành cho bụi trong ngọn lửa tím đó. Thạch Lan nhíu mày, chú pháp thật ác độc. Lúc này, cô ta quay người nhìn Ngô Bình, nó phải cảm ơn cậu. Ngô Bình vẫn đứng ở rất xa, cảnh giác nhìn Thạch Lan,
cô gái này quá nguy hiểm, cậu không thể không đề phòng. Thạch Lan như hiểu được sự lo lắng của cậu, bèn nói cậu không cần sợ. Lúc trước cậu không thể tiếp xúc với tôi là vì thần vật thiên cực đang ở trong cơ thể tôi, nó có thể hút lấy tất cả năng lượng, bây giờ tôi đã thức tỉnh, nên có thể khống chế được thiên cực. Thiên cực là gì? Ngô Bình hỏi. Thạch Lan, là một trong những hung vật tiên thiên mạnh nhất thiên hạ. Kiếp trước tôi và các cao thủ tranh đoạt thiên cực, cuối cùng tuy tôi giành được nó, nhưng thân thể cũng bị tổn thương không thể cứu chữa, buộc phải chuyển thế. Thiên cực thì bị tôi phong ấn sâu trong linh hồn. Ngô Bình, sao hai người này biết được cô chuyển thế đến đây? Thạch Lan, muốn tìm được cao thủ chuyển thế cũng không khó, bởi vì những người chuyển thế đều có thiên phú xuất chúng, căn bản không giấu được. Hơn nữa, thế lực sau lưng hai người này có lẽ đã tìm tôi rất lâu rồi, ít ra cũng phải mười mấy năm rồi. Ngô Bình gật đầu, tôi biết cô không đơn giản, vì vậy mới gọi cô thức tỉnh, chảnh để bị cha Thanh Tuyền tính kế. Tôi nợ cậu một ân huệ. Sau này nếu cậu gặp rắc rối gì, tôi sẽ giúp cậu giải quyết. Ngô Bình tò mò hỏi, kiếp trước cô tên gì vậy? Thạch Lan nói, tên kiếp trước tôi không thể nói, một khi nói ra thì sẽ bị tử địch của tôi cảm nhận được, sau này cậu cứ gọi tôi là Thạch Lan là được. Ngô Bình, đời trước cô tranh thiên cực, chắc chắn u vi của cô rất cao nhỉ? Thạch Lan khẽ cười nói, dù sao cũng cao hơn cậu. Ngô Bình xoa mũi, không muốn nói thì thôi. Về ăn cơm thôi, đồ ăn sắp nguội rồi. Thạch Lan cười nói, ừ. Hai người trở lại quán ăn, mấy người Dương Quốc Hào đang đợi họ trong phòng. Thấy hai người bình an trở về, Dương Quốc Hào hỏi, đại ca, cha Thanh Tuyền kia xông vào, bọn tôi không cản lại được. Ngô Bình ừ một tiếng nói, đừng nói chuyện xảy ra hôm nay với ai cả, nếu không sẽ gặp rắc rối đấy. Từ Văn Hổ, đại ca yên tâm, bọn tôi sẽ không nói đâu. Dương Quốc Hào hỏi, đại ca, Thạch Lan, hai người đã đi đâu thế? Thạch Lan cười nói, đại ca của các cậu vừa tỏ tình với tôi đồng ý rồi. Dương Quốc Hào trợn to mắt, thật à? Ngô Bình nhìn Thạch Lan, không vạch trần cô ta. Bình thản nói, ăn cơm xong, mọi người đi chơi đi, tôi và Thạch Lan có kế hoạch khác rồi. Dương Quốc Hào cong môi cười nói, đã rõ, bọn tôi sẽ không làm phiền đại ca và chị dâu hẹn hò. Ăn uống no say, mấy người Dương Quốc Hào lại đến nơi khác chơi, Ngô Bình cũng mặc kệ, rời đi trước cùng với Thạch Lan. Ra khỏi khách sạn, cậu nói, có thể thân phận của cô đã bị lộ, cô có kế hoạch gì không? Tiếp tục ở lại học viện quân sự sao? Thạch Lan, học viện quân sự là bước nhảy vọt trong cuộc đời của tôi trước khi tôi thức tỉnh, tiếc là bây. Giờ nó không có giá trị gì với tôi cả. Vậy thì đi thôi, Ngô Bình nói, tôi biết cô có bản lĩnh. Nhưng dù sao bị người ta ghi hận cũng không phải là chuyện tốt. Thạch Lan, này tôi sinh ra trong một gia đình khá tốt, bố mẹ tôi rất yêu thương tôi còn có một người anh trai đối xử với tôi rất tốt nên tôi sẽ không đi. Ngô Bình, cô muốn hoàn thành việc học ở Học viện Quân sự Đại Hạ sao? Thạch Lan, đúng vậy, khi tôi được nhận vào Học viện Quân sự Đại Hạ, bố mẹ và anh trai tôi vô cùng tự hào, họ mua hàng trăm quả pháo, sau đó đốt trong làng và thị trấn. Tôi sẽ không để họ thất vọng. Ngô Bình cười nói, mặc dù tôi không biết cô là ai nhưng năm đó nhất định cô là một nhân vật quyền lực. Một người như cô sao có thể bị cảm xúc trần tục quấy nhiễu? Thạch Lan, tôi chính là người thế tục, tôi bây giờ và tôi ở kiếp trước đã không phải là cùng một người. Tôi sinh ra ở thế tục, lớn lên ở thế tục. Ngô Bình, vậy được thôi, nếu cô cần giúp gì thì có thể tìm tôi. Thạch Lan nhìn cậu, sao cậu lại muốn giúp tôi? Ngô Bình, dĩ nhiên là tôi sẽ không giúp cô không công. Cô là người chuyển kiếp chắc chắn có không ít đồ tốt, cô tặng tôi vài món quý giá là được. Thạch Lan trợn mắt, cậu đúng là dám nghĩ thật đấy. Ngô Bình nhìn thời gian, tôi đi tìm một nơi luyện hai lò đan dược, sau đó lấy đi bán đấu giá, cô thì sao? Thạch Lan rất ngạc nhiên, cậu biết luyện đan. Ngô Bình ừ một tiếng, trình độ cũng tầm trung thôi. Thạch Lan hỏi, 10 không? Có thể luyện chế đan dược cấp. Ngô Bình suy nghĩ rồi nói, hơi khó nhưng có thể thử. Thạch Lan cười nói, xem ra cậu cũng là người chuyển kiếp giống tôi. Ngô Bình sửng sốt, có thể là thế, thi thoảng cũng có vài thứ hiện lên trong đầu tôi, chính là những kiến thức làm tôi nhanh chóng trưởng thành này. Thạch Lan, sẽ có một ngày cậu sẽ thức tỉnh, bây. Giờ không thức tỉnh chỉ là thời cơ vẫn chưa chín muồi. Cô ta ngừng một lát, đi thôi,
dù sao tôi cũng không có việc gì, chỉ bằng đi xem cậu luyện đan thế nào. Thế là Ngô Bình gọi một chiếc xe đến khách sạn sụp đổ lần trước. Sau đó cậu lấy đan dược ra luyện chế một lò khai ngộ đan. Lần trước cậu đã mua xong dược liệu của khai ngộ đan, kéo dài đến bây giờ mới có thời gian luyện chế. Khai ngộ đan là đan dược cấp 8, lò thứ nhất luyện chế ra 4 viên đan dược trung thượng cấp 8, lò thứ 2 đạt đến thượng thượng phẩm, lò thứ 3 đạt đến cực phẩm. Thấy đan dược Ngô Bình luyện chế ra ngày càng mạnh, Thạch Lan vô cùng bất ngờ nói, cậu khiêm tốn quá, trình độ luyện đan của cậu tuyệt đối đạt đến cấp tử đỉnh rồi. Ngô Bình nói, thành thạo một chút. Sau đó cậu lấy 2 viên khai ngộ đan trung thượng phẩm và 4 viên luyện hình đan thần ma thượng phẩm ra, tìm Chu Nghi Mẫn của Danh Đan Các. Hai bên có kinh nghiệm từng hợp tác một nên lần này Ngô Bình giao đan dược cho Chu Nghi Mẫn, nhờ ông A bán đấu giá thay mình. Mà Chu Nghi Mẫn cũng rất vui vẻ, đưa ra ước tính sơ bộ rồi nộp một phần tiền đặt cọc. Trong đó 2 viên khai ngộ đan trung thượng phẩm có giá 4 triệu tiền tiên, 4 viên luyện hình đan thần ma thượng phẩm ra là 10 triệu tiền tiên, tổng lại là 14 triệu tiền tiên. Ba thấy Ngô Bình kiếm được hơn 10 triệu dễ dàng di gạch dưới như vậy, Thạch Lan ngưỡng mộ nói, trên đời này không có gì tốt hơn việc kiếm tiền bằng thầy luyện đan. Ngô Bình cười nói, thế cũng phải có tài năng thiên phú mới được. Trở thành một thầy luyện đan giỏi không khó hơn việc trở thành cường giả đạo cảnh. Thạch Lan, đúng thế, thế nên thầy luyện đan mới được mọi người kính trọng. Ngừng một chốc, cô ta lại nói, tối nay cậu cứ nghỉ ngơi trong khách sạn đã đặt đi, ngày mai cậu theo tôi đến một nơi. Ngô Bình, nơi nào? Thạch Lan, trước khi tôi đi tranh thiên cực thì phải chuẩn bị tốt tâm lý xấu nhất, đưa vài tài nguyên của tôi vào thế tục trước. Ngô Bình, bây giờ cậu muốn đi tìm tài nguyên. Thạch Lan, tài nguyên của ta nằm trong tay một số thế lực trong thế tục. Nhưng ngay cả họ cũng không biết giá trị thực sự của những thứ đó. Ngô Bình nhìn cô ta nói, hình như tu vi của cô không cao được, e là lấy lại đồ của mình không dễ dàng chút nào. Thạch Lan, thế nên tôi mới tìm đến cậu, giúp cậu. Ngô Bình khoanh tay lại, cũng không phải là không giúp được, nhưng tôi vẫn nghĩ không thể giúp không công. Thạch Lan, với tình hình hiện tại của tôi, các tài nguyên đó nhiều quá. Nếu cậu chịu giúp tôi chia một nửa cho cậu, thế nào? Ngô Bình cười nói, chia cho tôi một nửa. Thạch Lan, cậu yên tâm, thứ tôi cất giữ đầu có giá trị rất cao, sẽ khiến cậu hài lòng. Ngô Bình, vậy được, tôi đi với cô một chuyến. Cậu biết rất rõ Thạch Lan không thể sử dụng bừa năng lượng của thiên cực, nếu không sẽ rất dễ làm mình bị thương, hơn nữa còn dễ bị bại lộ thân phận. Quay về khách sạn, hai người tạm ngồi xuống. Khách sạn nằm ở một khu vực yên tĩnh trong đô thị. Ngô Bình tu luyện đến hơn nửa đêm mới nghỉ ngơi. Một đêm yên tĩnh, sáng sớm hôm sau, Ngô Bình thi triển thuật độn đưa Thạch Lan rời khỏi đô thị, đến một nơi cất giữ tài nguyên trong đó. Huyện Hồng Vân, quận Hoàng Long, Tống Quốc. Huyện Hồng Vân là một đô thị lớn với dân số hơn 10 triệu người, ảnh hưởng của nó lan tỏa đến một số huyện xung quanh. Quy mô một huyện của Tống Quốc tương đương với quy mô của một thành phố ở Đại Hạ, quận tương đương với tỉnh. Năm đó Tống Quốc bị Đại Hạ đánh bại, tiến về phía Nam thôn tính nhiều nước nhỏ, lập ra Tống Quốc như. Hiện tại, ngày nay Tống Quốc có diện tích đất liền chỉ bằng 1/3 diện tích năm đó, nếu trừ đi diện tích mới chiếm được thì lãnh thổ Tống Quốc sở hữu đã chỉ còn chưa bằng 1/10 diện tích ban đầu. Nghe nói năm đó Tống Quốc sắp bị diệt vong, nhưng trong hoàng thất Tống Quốc lại xuất hiện một vị thiên kiêu, mạnh mẽ vực dậy trong tiên giới. Chính vì điều này mà mặc dù Đại Hạ có hàng nghìn, hàng vạn binh lính nhưng cũng không dám tiêu diệt Tống Quốc lần nữa. Bây giờ đã nhiều năm trôi qua, Đại Hạ đã không thể tiêu diệt được Tống Quốc nữa, vì ngày nay Tống Quốc không còn là Tống Quốc năm đó nữa, bây giờ Đại Hạ cũng không còn là Đại Hạ ngày xưa nữa. Hai người họ đáp xuống bên một đường quốc lộ trong huyện Hồng Vân và gọi một chiếc taxi. Ngô Bình nghe không hiểu lắm tiếng của người địa phương, nhưng cậu đã thích nghỉ rất nhanh, thậm chí còn có thể dùng tiếng địa phương ở đó để nói chuyện với tài xế. Bác Tài, đến Tam tỉnh trại, xe đi được một đoạn thì Thạch Lan bỗng nói. Tài xế thắng gấp, nói, xin lỗi hai vị, không thể đến Tam tỉnh trại được. Ngô Bình hỏi, sao lại không đi được? Tài xế không giải thích nhiều, chỉ nói, tài xế cả thành phố này đều không có ai dám đến đó, thật sự xin lỗi. Ngô Bình cười, nói, thêm tiền cũng không được sao? Cậu vừa nói vừa đặt 2.000 tệ tiền mặt trước mặt tài xế. Tài xế nhìn sấp tiền,
nhưng chỉ thở dài, nói với vẻ bất lực, có ai không muốn kiếm tiền chứ? Nhưng chỗ đó có rất nhiều quy tắc, mấy đồng nghiệp của tôi đều vì đến Tam Tinh trại mà người thì bị thương nặng, người thì hôn mê suốt đời, còn một người thì đến giờ vẫn không rõ tung tích. Ngô Bình hứng thú, hỏi Tam Tinh trại nguy hiểm vậy sao? Đấy là nơi như thế nào? Tài xế nói với vẻ mặt kỳ quái, nếu các cô cậu không biết Tam Tinh trại là chỗ thế nào, vậy sao còn dám đến đó? Ngô Bình, thế này nhé, bác đưa chúng tôi đến nơi gần Tam Tinh trại nhất, sau đó cho chúng tôi xuống xe. Cậu không nhất thiết phải đi chiếc xe này, nhưng vì tò mò, cậu muốn nghe tài xế kể về Tam Tinh trại. Tài xế nghĩ đến tiền nên căn răng nói, được, tôi nói trước, tôi chỉ có thể dừng cách Tam Tinh trại mười mấy mét, đến lúc đó các cô cậu nhanh chóng xuống xe, tôi sẽ đi ngay. Ngô Bình, ok, có điều bác phải kể chuyện về Tam Tinh trại cho tôi nghe. Tài xế vừa khởi động xe vừa kể rất sinh động, thông qua lời kể của ông ta, Tam Tinh trại là một nơi vô cùng thần bí, cuộc sống ở đó hoàn toàn khác biệt với sống của người hiện đại, bảo tồn được rất nhiều kiến trúc cổ. Hơn nữa, con gái trong Tam Tinh trại không cưới chồng bên ngoài, còn con gái bên ngoài muốn được gả vào trong Tam Tinh trại thì cũng phải thông qua tuyển chọn rất khắc nghiệt. Nhưng điều kỳ lạ là các cô gái trẻ đó ai cũng tranh nhau đến sứt đầu mẻ trán để được gả vào cái trại bịt bùng đó. Nguyên nhân rất đơn giản, đó là vì sính lễ của các gia đình ở đấy cực kỳ cao, thấp nhất cũng phải 3 triệu, có nhà đưa hẳn 10 triệu, hay 30 triệu. Thế nên gần 10 năm trở lại đây, các nữ sinh đại học và cao học, nữ người mẫu, thậm chí là nữ minh tinh hạng 4 đều đua nhau cưới chồng ở đây. Các cô gái gả vào đây thỉnh thoảng cũng có ra ngoài, ai cũng đeo trang sức lấp lánh, lái xe sang hàng triệu trở lên. Gây tiếng vang nhất là 3 năm trước. Cháu trai lớn của trại chủ của Tam Tinh trại cưới vợ, đầu tư hẳn 1 tỷ, tổ chức một cuộc thi sắc đẹp, kết quả rất nhiều cô gái ở các quận huyện lân cận đều đua nhau tham gia, hơn 100.000 người ghi danh. Cuối cùng cháu trai trưởng của trại chủ đã chọn ra 3 cô gái trong số 100.000 cô gái trẻ làm vợ của mình, và đã tổ chức hôn lễ không lâu sau đó. Hôn lễ rất long trọng, rất nhiều nhân vật lớn của nước Tống đều đến tham gia. Ngô Bình nghe đến đây thì hỏi, bác Tài, nếu như Tam Tinh trại giàu có đến thế, vậy sao các bác không chịu đi? Tài xế nói với vẻ mặt sợ hãi, không biết, nói chung là gần Tam Tinh trại thường xuyên có người vô duyên vô cớ bị tấn công. Các trường hợp tương tự nhau liên tục, xảy ra khiến mọi người thà đi đường vòng cũng không dám đến gần Tam Tinh trại. Ngô Bình, người của Tam Tinh trại có từng bị tấn công không? Tài xế lắc đầu, cái đó thì tôi không rõ. Vậy bác có biết tại sao Tam Tinh trại lại giàu có đến vậy không? Tài xế, tôi chỉ là một tài xế taxi, sao biết nhiều thế được, nói chung là người của Tam Tinh trại rất giàu. Chưa đến nửa tiếng đồng hồ, chiếc xe đã dừng lại ở một ngã tư. Rõ ràng đó là một con đường quốc lộ rất rộng nhưng lại không có nhiều xe cộ. Tài xế lo lắng nói, hai cô cậu mau xuống xe đi. Ngô Bình và Thạch Lan xuống xe, đứng trên dải cỏ không thấy bóng người ở ven đường. Ngô Bình nói, cô để đồ ở Tam Tinh trại, nó nằm ở chỗ nào? Thạch Lan, lúc đầu trại chủ của Tam Tinh trại tên Thạch Sinh Chí, tính ra chắc giờ ông ta cũng gần 70 tuổi rồi. Lúc đó Thạch Sinh Chí là một người luyện võ, tôi chỉ sơ là ông ta đã trở thành cao thủ nhất đẳng. Với tư chất của ông ta, bây giờ tu vi của ông ta ít nhất cũng là bí cảnh hậu kỳ. Lúc rời khỏi, tôi đã để một thứ lại ở ngôi nhà mình đã sống và còn dặn dò ông ta trông coi cẩn thận. Ngô Bình nói, cô làm vậy không sợ ông ta nổi lòng tham sao? Ông ta không dám, Thạch Lan nói, trong mắt ông ta, tôi là người không thể bị đánh bại, đến cả làm người hầu cho tôi, ông ta cũng không xứng. Ngô Bình, cô nhìn người quá đơn giản, lòng người dễ đổi, từ xưa đến giờ vẫn vậy. Nếu cô không tin, chúng ta đi xem thử. Thạch Lan, dáng vẻ của tôi bây giờ không giống với trước đây, cậu cầm theo tín vật, đến nói là người được tôi phái đến. Ngô Bình, Hai người dùng độn thuật, nhanh chóng đến được Tam Tinh trại. Sau khi vào Tam Tinh trại, Ngô Bình phát hiện nhà cửa ở đây đúng thật là có chút cổ kính, nhưng phần lớn là các biệt thự cao tầng mới xây, rất xinh đẹp. Có thể thấy người ở đây khá giàu có. Tam Tinh trại năm xưa cũng giàu có vậy sao? Ngô Bình hỏi. Thạch Lan, hoàn toàn khác với hiện giờ. Tôi nhớ năm đó ở đây hơi hoang tàn, thậm chí người trẻ còn không muốn ở lại đây, thi nhau đổ ra ngoài mưu sinh. Ngô Bình, thay đổi nhiều vậy, nhất định là có liên quan đến Thạch Sinh Chí.
Thạch Lam, căn nhà tôi ở năm xưa nằm ngay phía trước. Mấy phút sau, hai người họ đến một căn nhà yên tĩnh có tuổi đời cả trăm năm. Cửa nhà đóng kín, có vẻ lâu lắm rồi không có ai mở cửa. Ngô Bình, chỗ này lâu lắm rồi không có ai lui tới, không biết thứ cô để lại có còn không? Chính vào lúc này, một ông lão nhà bên cạnh từ từ bước ra, nhìn thấy Thạch Lan với Ngô Bình thì hỏi, tìm ai đấy? Ngô Bình cầm đồng tiền vàng to bằng bàn tay mà Thạch Lan đưa cho mình ra, đưa cho ông lão xem, và nói, tôi đến đây lấy đồ. Ông lão chồm tới gần, nhìn đồng tiền vàng chằm chằm gần nửa phút rồi mới thở phào, nói, cuối cùng thì cậu cũng đến rồi, mời vào nhà tôi ngồi một lát, tôi đi mời trại chủ. Ông lão mời hai người họ vào phòng khách, sau đó gõ chiếc chuông đã phủ đầy bụi ở trong nhà. Tiếng chuông vang liên tục 5 tiếng, truyền đi rất xa. Lúc này, trong một căn nhà hào nhoáng nhất ở Tam Tinh Trại, một người trung niên tầm 40 tuổi, đang nằm trên ghế dài, mặc bộ đồ ngủ tơ tằm, đang thoải mái ý gối đầu trên đôi chân trắng trẻo của một cô gái trẻ xinh đẹp, miệng thì ăn trái đây được một cô gái khác đưa qua. Bỗng dưng, tiếng chuông truyền đến, một tiếng, hai tiếng, ba tiếng. Ông ta nghe thấy ba tiếng chuông vang lên thì sắc mặt liền thay đổi, khi nghe đến tiếng thứ năm thì ông ta bật ngay dậy, đẩy người đẹp bên cạnh ra, hét lớn, mau gọi hết lãnh đạo trong trại đến. Người đàn ông vô cùng hoang mang, cố giữ bình tĩnh, cho người tìm con trai đến trước đã. Con trai ông ta là Thạch Tất Đạt, mới kết hôn 3 năm trước, cưới được 3 cô gái xinh đẹp như hoa, còn sinh cho ông ta 2 đứa cháu bụ bẫm. Một lúc sau, một thanh niên tầm 20 tuổi, mắt thâm quầng, tóc vàng hoe xông vào, đấy là Thạch Tất Đạt. 3 năm nay Thạch Tất Đạt lại cưới thêm 9 cô vợ nhỏ nữa, tổng cộng có 12 bà vợ. Đấy là chưa tính mấy cô được nuôi bên ngoài trại nữa. Đương nhiên, những chuyện đó vẫn không là gì so với bố Thạch Trường Phát của anh ta. Mười mấy năm trước, Thạch Trường Phát đã mua lại cả khu biệt thự, mỗi biệt thự trong khu đều có gái của ông ta sống, mà số lượng biệt thự ở đó thì có đến gần 300 căn. Cho đến hôm nay, nữ chủ nhân 300 căn biệt thự kia, không biết đã thay đổi vẻ ngoài của bao nhiêu cô gái trẻ tuổi rồi. Thạch Trường Phát thấp giọng nói, Tất Đạt, người mà ông nội con nói cuối cùng đã đến rồi. Thạch Tất Đạt có chút lo lắng, trong ấn tượng, người mà ông nội hay nói kia là một thần tiên vô cùng mạnh mẽ, căn bản không thể đắc tội. Anh ta nói, cha, chúng ta động vào đồ đạc trong căn nhà kia rồi, thần tiên mà phát hiện ra có khi nào sẽ nổi trận lôi đình với Tam Tỉnh Trại chúng ta không? Ông nội cũng có nói, vị thần tiên kia chỉ cần động một ngón tay tôi cũng có thể khiến Tam Tinh Trại thành cho bụi. Thạch Trường Phát lau mồ hôi lạnh, nói chắc không đâu. Dù sao cũng nhiều năm như vậy rồi, có lẽ anh ta cũng không nhớ rõ đã để bao nhiêu bảo vật. Huống hồ, 10 dương bảo vật bên trong, chúng ta cũng chỉ động đến 3 dương trong đó. Thạch Tất Đạt, cha, có cần đến báo cho ông nội không? Ông nội bế quan lâu như vậy rồi, cũng nên ra ngoài thôi. Thạch Trường Phát, trước tiên không thể để ông nội con biết. Nếu ông ấy biết chúng ta đã động đến mấy bảo vật đó, chắc chắn sẽ không tha cho chúng ta. Hai cha con thì thầm một hồi, cảm thấy trốn cũng không được, cuối cùng chỉ đành bất chấp khó khăn, dẫn theo một vài người của Tam Tinh Trại đến gặp vị thần tiên kia. Ông lão gõ chuông kia bưng trà lên rồi rời đi, trong sân không có người nào khác. Ngô Bình cười nói, Thạch Lan, cô để lại thứ gì ở đây vậy? Thạch Lan, ở bên ngoài, tôi để lại 10 dương bảo. Vật, trên thực tế, tôi đã âm thầm thiết kế một kết giới trong sân này, đồ vật thật sự được che giấu bên trong kết giới. Ngô Bình, tại sao phải che giấu bảo vật? Thạch Lan, con người đều có lòng tham, khó đảm bảo người nhà họ Thạch không có suy nghĩ gì khác. Tôi để lại bảo bối, chính là một chướng nhãn pháp. Cho dù bọn họ có tự mình đi vào thì cũng chỉ nhìn thấy bảo vật, sau đó cầm lấy bảo vật đi mà thôi. Ngô Bình, Tam Tỉnh Trại bây giờ có tiền như vậy, nói không chừng đã động đến bảo vật của cô rồi. Thạch Lan, nếu bọn họ không động đến thì cuối cùng tôi cũng sẽ đưa những bảo bối này cho Tam Tỉnh Trại. Ngô Bình, nếu đã động vào thì sao? Thạch Lan, vậy thì tôi sẽ lấy đi những bảo vật còn lại. Ngô Bình cười nói, tặng cho tôi đi. Thạch Lan liếc nhìn cậu, đồ của giới thế tục, không có giá trị gì với cậu. Ngô Bình, cũng chưa chắc, lấy bảo vật đổi thành tiền. Đổi thành tiền thì có thể làm từ thiện. Thạch Lan động lòng, làm từ thiện. Ngô Bình, làm chuyện thiện, có thể thích công đức. Thạch Lan lắc đầu, cậu nghĩ quá đơn giản rồi. Chuyện thiện cũng được, chuyện ác cũng vậy, cuối cùng đều là nhân quả.
Ví dụ như cậu giúp một người lẽ ra sẽ chết vì bệnh, chết vì đói, khiến một người vốn có cuộc sống nghèo khổ được sống hạnh phúc khỏe mạnh, cách làm như vậy bản thân đã can thiệp vào trật tự thiên đạo, thực ra có ảnh hưởng không tốt cho việc tu hành sao? Này của cậu! Ngô Bình cười nói, vậy thì sao chứ? Nếu tôi đã làm rồi thì sẽ dám gánh chịu mọi hậu quả. Thạch Lan, đạo cảnh có một đại kiếp, tên là Hồng Liên nghiệp kiếp. Làm việc thiện càng nhiều, đến lúc đó nghiệp hỏa phải gánh chịu sẽ càng mạnh. Hồng Liên nghiệp kiếp vốn dĩ là hung hiểm, xác suất thành công chưa đến 10%, nếu thất bại thì hoặc là đạo căn tổn hại, hoặc thân tàn đạo mất. Cậu là như vậy, chỉ sẽ khiến Hồng Liên nghiệp kiếp trong tương lai sẽ mạnh hơn gấp 10, gấp trăm lần. Kết quả như vậy, cậu không sợ sao? Ngô Bình nói, nhưng nếu tôi vượt qua Hồng Liên nghiệp kiếp, có phải lợi ích có được cũng sẽ gấp 10, gấp trăm lần không? Thạch Lan nhìn cậu chằm chằm, nói cậu dám nói như vậy, hoặc là kẻ tự đại, hoặc là người hùng mạnh nghịch thiên. Ngô Bình cười nói, chuyện tu hành này, vốn chính là chuyện nghịch thiên. Nếu tôi e sợ những thứ này, thì hà tất phải tu luyện chứ? Thạch Lan không phản bác lời của cậu, chỉ nói, bọn họ đến rồi. Quả nhiên, chưa đến một phút, trong sân có mười mấy người đi đến, bọn họ đều quỳ bên ngoài cửa, cao. Giọng nói, hoan nghênh thượng tiên giá đáo. Ngô Bình đi ra, cười nói, mọi người không cần đa lễ, thượng tiên không có thời gian đến, bảo tôi thay mặt đến lấy đồ của cô ấy, ai là người quản lý ở đây? Thạch Trường Phát vui mừng trong lòng, ông ta vội đứng dậy, nói, thì ra là sứ giả. Tiểu nhân là người quản lý tam tỉnh trại hiện tại, trại chủ là cha tôi, ông ấy đang bế quan trong núi, vì vậy không biết sứ giả đến. Ngô Bình, không sao, xin hãy dẫn tôi đến sân viện kia. Thạch Trường Phát thở dài, nói, sứ giả, có một chuyện này, tôi không biết phải nói thế nào. Mười mấy năm trước, cha tôi bế quan không ở đây, nơi này từng bị trộm cướp. Có mấy hộ vệ cũng bị đánh bị thương, mấy tên trộm cũng cướp đi ba dương đồ rồi. Ngô Bình, ồ, cướp đi ba dương đồ gì? Thạch Trường Phát lắc đầu, chúng tôi cũng chỉ nhìn thấy bọn họ lấy ba dương đồ đi, không dám đi vào kiểm tra. Dù sao thượng tiên cũng có lệnh, bất kỳ ai cũng không được vào sân viện. Ngô Bình biết ông ta đang nói dối, cũng không nói thẳng, chỉ nói, không sao, tôi đi kiểm tra xem sao. Cậu và Thạch Lan rời khỏi sân viện, mấy người Thạch Trường Phát cũng đi theo phía sau. Ngô Bình vung tay, khóa trên cửa tự động rơi xuống, cửa cũng đẩy ra. Hai người đi vào, cửa lớn lại tự động đóng lại, để lại mấy người Thạch Trường Phát đưa mắt nhìn nhau. Đi vào sân viện, trong viện mọc đầy cỏ hoang, còn có không ít động vật như chuột. Đến trước cửa phòng, Ngô Bình đẩy ra, bên trong phủ đầy cho bụi. Bảy chiếc dương được đặt ở đó, có một tầng bụi dày bên trên. Ngô Bình mở một dương ra, phát hiện bên trong đều là bảo thạch tuyệt thế. Những bảo thạch này, lấy cái nào, đi bán đấu giá cũng có thể bán được đến 8 chữ số. Mà bên trong dương, đều là bảo thạch đủ cấp bậc. Sao ồ, nhiều bảo thạch thật, nói rồi cậu không nhìn thêm nữa, trực tiếp cất hết bảy dương còn lại bảo nhãn chứa đồ. Thạch Lan, cậu thích thì cứ giữ lại đi. Nói xong, cô ấy vươn tay, bàn bát tiên cách đó không xa bỗng biến mất, để lộ ra một màn xương trắng. Thạch Lan tiến vào màn xương, mấy giây sau mới đi ra, trong tay cầm theo một chiếc nhẫn có họa tiết khắc kỳ lạ. Cô ấy ném nhẫn qua cho Ngô Bình, nói, để mở. Được nó cần có chút thủ đoạn, cậu làm đi. Ngô Bình nhận lấy nhãn, hỏi, chúng ta cứ rời đi như vậy sao? Thạch Lan, đi thôi. Từ nay về sau, tôi và tam tỉnh trại không còn quan hệ gì nữa. Hai người đẩy cửa sân viện, vẻ mặt Thạch Trường Phát lo lắng đang đứng phía trước, ông ta vội hỏi, sứ giả, anh. Ngô Bình nghiêm mặt, nói, mười dương bảo vật, quả thật thiếu mất ba. Tôi sẽ báo lại sự thật như những gì nghe được cho Thượng Thiên. Sắc mặt Thạch Trường Phát tái nhợt, ông ta lập tức nói, nên vậy. Sứ giả, hai người là khách đến từ xa. Tôi đã cho người chuẩn bị rượu và thức ăn đón tiếp tẩy trần cho hai người. Ngô Bình, tẩy trần thì không cần, chúng tôi còn có việc, cáo từ trước vậy. Thạch Trường Phát sốt sắng, vội vàng nháy mắt với con trai mình Thạch Tất Đạt. Thạch Tất Đạt vội đưa điện thoại qua, cười nói, sứ giả họ gì vậy? Ngô Bình liếc nhìn, chỉ thấy trên điện thoại là ảnh của mỹ nữ, hơn nữa tay của Thạch Tất Đạt còn không ngừng lướt qua, từng hình ảnh của mỹ nữ liên tục hiện lên. Ngô Bình nói, tôi họ Ngô. Anh đây là Thạch Tất Đạt, đây đều là mỹ nữ trong trại chúng ôi, bọn họ đều ngưỡng mộ thượng tiên.
Nếu sứ giả đã đến thay cho thượng tiên, vậy hy vọng có thể gặp mặt mấy cô gái này, để bọn họ không luyến tiếc một đời. Ngô Bình nói thầm, cái logic quỷ gì vậy chứ, mỹ nữ và thượng tiên xa có thể có quan hệ gì được chứ. Nhưng cậu chỉ liếc nhìn mấy tấm ảnh, nói, được thôi, ôi nể mặt anh. Anh tên gì? Anh ta vội nói, tôi là Thạch Tất Đạt. Ngô Bình, Tư Mật Đạt, anh là người Tiểu La. Thạch Tất Đạt vội nói, họ Thạch, Thạch trong Thạch đầu. Ngô Bình ừ một tiếng, anh Thạch, dẫn đường đi. Thạch Tất Đạt vui mừng, nói, được được, mời hai vị. Thạch Lan không muốn ở lại, nhưng cô ấy cũng không phản đối, cô ấy chỉ nhẹ giọng nói, quả nhiên đàn ông đều như nhau. Ngô Bình, cô hiểu gì chứ? Chủ yếu là tôi muốn xem mấy cô gái trong tấm ảnh này rốt cuộc có chỉnh ảnh hay không. Thạch Tất Đạt mời Ngô Bình đến một tòa nhà 4 tầng được trang trí xa hoa, một mình Thạch Lan được sắp xếp vào một phòng, cùng có vài người phụ nữ đi ăn tối cùng cô ta. Còn bên Ngô Bình, Thạch Tất Đạt dẫn theo một nhóm thanh niên trong trại đi cùng. Tất nhiên Ngô Bình ở lại đây không phải để ngắm người đẹp mà là muốn nghe ngóng nguồn tiêu thụ của ba dương báu vật đó. Trong tay cậu có 7 dương báu vật, nếu muốn bán được giá tốt thì phải tìm nguồn tiêu thụ thích hợp. Thạch Tất Đạt bảo người mở 2 vò rượu ra, đồng thời 20 mấy người đẹp bước vào, 2 người đẹp nhất trong đó ngồi 2 bên của Ngô Bình. Thạch Tất Đạt cười nói, sứ giả có hài lòng với các cô gái này không? Ngô Bình ừ một tiếng rồi nói, thật ra tôi cũng là người trong thế tục, chẳng qua đi làm việc cho thượng tiên thôi. Hai mắt Thạch Tất Đạt sáng rực, nói, vậy tôi gọi là anh Ngô. Anh Ngô, sau khi trở về, anh nhất định phải vài lời hay ho trước mặt thượng tiên đấy. Ngô Bình thấp giọng nói, thật ra tôi biết anh lén bán 3 dương báu đó rồi, đúng không? Thạch Tất Đạt run lên nói, huyện này. Anh Ngô nói đùa, sao tôi lại dám động vào đồ của thượng tiên chứ? Ngô Bình cười nhạo, nếu anh không nói thật, tôi không cứu được anh đâu. Thạch Tất Đạt cảm thấy ngạc nhiên, vội nói, anh Ngô, của báu đó đúng là bị trộm cướp mất rồi. Ngô Bình thở dài, đứng dậy nói, nếu anh đã không nói thật thì tôi đi trước đây. Thạch Tất Đạt hốt hoảng, vội nói, anh Ngô đừng giận, tôi. Anh ta xua tay ra hiệu cho mọi người ra ngoài, trong phòng chỉ còn lại 2 người. Thạch Tất Đạt bỗng quỳ xuống đất, đau khổ nói, anh Ngô, anh nhất định phải cứu tôi. Ngô Bình lạnh nhạt nói, chỉ cần anh nói thật, tôi đảm bảo anh bình an vô sự. Có câu này của Ngô Bình, Thạch Tất Đạt không khỏi cảm thấy yên tâm, thế là kể rõ 10 câu chuyện. Hóa ra năm đó anh ta thích đánh bạc, kết quả càng đánh càng thua, cuối cùng ngay cả trại chủ Thạch Sinh Chí cũng mặc kệ anh ta. Thạch Tất Đạt không lấy được tiền nên nhân lúc trại chủ già bế quan đã động vào đồ Thạch Lan để lại. Anh ta tìm cơ hội lẻn vào nhà, chuyển một dương vật báu đi. Những món đồ trong dương bảo vật đó đều là vô giá, Thạch Tất Đạt chỉ bán một món trong đó đã thu được hơn 200 triệu tệ. Sau đó anh ta lần lượt bán hết cả dương bảo vật, thu được gần 30 tỷ tệ. Khi anh ta có đủ tiền thì lại không đánh bạc nữa, mà anh ta đổi hướng sở thích sang một thứ thú vị hơn, đó là những người phụ nữ trẻ đẹp. Lòng tham của con người không có giới hạn, anh ta lại tiếp tục bán dương vật báu thứ hai và thứ ba, dùng số tiền thu được để đầu tư vào một số công ty. Không ngờ khoản đầu tư của anh ta lại rất thành công, cho đến nay giá trị thị trường của những doanh nghiệp đó đều phá 100 tỷ, một công ty có giá trị thị trường cao nhất trong đó từng vượt ngưỡng 500 tỷ. Thạch Tất Đạt bỗng trở nên giàu có, Thạch Sinh Chí lúc đầu cũng nghi ngờ. Nhưng Thạch Tất Đạt nói anh ta đã đầu tư vào vài công ty bằng số tiền thắng được trong sòng bạc, hiện giờ công ty ăn nên làm ra nên anh ta cũng có tiền. Thạch Sinh Chí đã nhìn thấy công ty thật nên cũng lựa chọn tin những lời anh ta nói. Nghe xong đầu đuôi câu chuyện, Ngô Bình hỏi, anh bán của báu đó cho ai? Cậu rất tò mò, ai có thể mua nổi những vật báu có giá trị hàng trăm tỷ này? Thạch Tất Đạt nói, có một doanh nhân lớn tên là Lưu Liên. Người đàn ông này rất quyền lực rất mạnh, lúc đầu tôi chỉ bán cho anh ta một hoặc hai món đồ. Sau đó tôi mới biết anh ta không những có tiền mà còn đưa ra giá cao nên tôi liên tục bán cho anh ta. Ngô Bình, anh liên hệ với Lưu Liên, nói là giới thiệu việc làm ăn cho anh ta, tôi muốn gặp anh ta. Thạch Tất Đạt cảnh giác, anh Ngô muốn làm gì? Lấy lại mấy món đồ đó à? Ngô Bình cười an, dĩ nhiên là không. 3 dương báu vật thôi, anh dùng thì cũng đang dùng rồi. Mấy món đồ này chẳng đáng giá là bao với thượng tiên cả. Thạch Tất Đạt thở phào, vội nói, mọi thứ nhờ anh Ngô đấy. Những cô gái vừa rồi đó đều là do tôi cẩn thận chọn lọc,
anh Ngô thích ai thì chỉ cần dẫn đi là được. Ngô Bình xua tay, gặp Lưu Liên trước. Thạch Tất Đạt vội vã đồng ý, anh ta lập tức liên lạc với Lưu Liên, nói vài câu với đối phương rồi nói với Ngô Bình, Lưu Liên nói anh ta muốn gặp anh Ngô. Nhưng chúng ta phải đến Tiên Kinh một chuyến. Tiên Kinh là thủ đô của nước Tống, nơi hoàng thất nước Tống sinh sống, là thành phố sầm uất nhất nước Tống. Ngô Bình, không thành vấn đề, anh nói với anh ta 7 giờ tối nay gặp, địa điểm anh ta cứ chọn. Thạch Tất Đạt sửng sốt nói, anh Ngô, từ đây đến Tiên Kinh hơn 1.000 cây số, e là không kịp. Ngô Bình, anh chỉ cần thông báo cho anh ta biết. Thạch Tất Đạt hết cách, chỉ đành nói lại với Lưu Liên, hẹn 7 giờ tối nay. Cúp điện thoại, anh ta cười ni báo xong rồi. Anh Ngô, đã thông. Ngô Bình nhìn anh ta hỏi, Thạch Tất Đạt, gần làng Tam Tỉnh thường có người bị thương hoặc mất tích, anh có biết nguyên nhân không? Thạch Tất Đạt nghe cậu hỏi thế thì cười khổ nói, dĩ nhiên tôi biết chuyện này. Hung thủ là ai? Ngô Bình hỏi. Thạch Tất Đạt im lặng vài giây, sau đó nói, là ông tôi. Ngô Bình nhíu mày, tại sao Ngô Sinh Chí lại muốn làm người khác bị thương? Thạch Tất Đạt, bắt đầu từ mười mấy năm trước, ông tôi trở nên không được bình thường, thường nóng nảy, cáu gắt, đôi khi không kiểm soát được sẽ phát điên, ra ngoài làm hại người khác. Ngô Bình, bây giờ ông ta ở đâu? Thạch Tất Đạt, ở trên núi, bây giờ ngay cả bọn tôi cũng không dám đi gặp ông ấy, sợ ông ấy phát điên không nhận người thân. Ngô Bình nói, anh dẫn tôi lên núi xem sao. Thạch Tất Đạt hơi lo lắng nói, anh Ngô, tôi sợ ông tôi không kiểm soát được mình, vậy thì nguy hiểm lắm. Ngô Bình nhìn anh ta, dù ông ta có phát điên thế nào cũng không làm gì được tôi. Thạch Tất Đạt nghe cậu nói thế bèn nói, được thôi. Ngô Bình bảo Thạch Lan đợi ở đó, sau đó cậu và Thạch Tất Đạt lên núi. Thạch Tất Đạt vốn định lái xe đi, nhưng Ngô Bình đã nắm lấy vai anh ta, hai người họ bay lên không trung, bay thẳng lên đỉnh núi. Thạch Tất Đạt vừa ngạc nhiên vừa vui mừng nói, hóa ra anh Ngô cũng là thần tiên, sau đó anh ta chỉ về một hướng, hai người đáp xuống đó. Chỗ đáp xuống nằm trên bãi đất bằng phẳng trước một hang núi không sâu lắm. Có một người đàn ông trung niên gầy gò đang ngồi khoanh chân ở bên rong. Nghe thấy tiếng động, ông ta chợt mở mắt ra, nhìn thấy là cháu trai của mình và một người lạ. Ông ta trầm giọng hỏi, Tất Đạt, cháu đến đây làm gì thế? Thạch Tất Đạt nói, ông nội, vị này là sứ giả thượng tiên phái đến, anh Ngô. Người trung niên đứng phắt dậy, chỉ mấy bước đã lao đến quỳ xuống trước mặt Ngô Bình, tôi chào. Thượng sứ, Ngô Bình nhìn Thạch Sinh Chí, lạnh lùng nói. Lúc ông tu luyện xảy ra vấn đề, bị âm tà xâm lấn. Bây giờ ông đã không còn là Thạch Sinh Chí nữa, rốt cuộc ông là ai? Người trung niên ngạc nhiên nói, thượng sứ nói gì thế? Mặc dù tôi tu luyện xảy ra vấn đề, nhưng tôi chắc chắn là Thạch Sinh Chí. Vậy sao? Ngô Bình nhìn chằm chằm ông ta, tay phải kết ấn, miệng niệm chú gì đó. Nghe xong loạt chú này, sắc mặt người đàn ông tái mét, ông ta gào lên, giơ tay tóm lấy bụng Ngô Bình. Nếu bị ông ta tóm chúng chắc chắn sẽ bị thương. Bộp, Ngô Bình ra tay nhanh hơn, đánh mạnh lên vai ông A, người đàn ông trung niên bị đánh văng ra mấy mét, đập mạnh lên tường đá. Có điều ông ta không bị thương, ông ta đưa tay lên mặt kéo một cái, không ngờ kéo ra một lớp da mặt dính máu. Sau đó, ông ta kéo hết lớp da người xuống, rồi bước ra bằng một con người hoàn toàn khác. Dáng vẻ của người đó rất kỳ lạ, đầu nhọn, răng nhô ra ngoài, mười ngón tay nhọn hoắt. Mắt màu xanh, phát ra ánh sáng mờ ảo và lạnh buốt. Thạch Tất Đạt sợ quá thốt lên một tiếng mẹ ơi rồi lập tức nấp ra phía sau lưng Ngô Bình, hỏi anh Ngô, ông nội tôi sao thế? Ngô Bình lạnh lùng đáp, ông ta không phải ông nội anh, linh hồn của ông nội anh đã bị ông ta nuốt chửng từ lâu rồi, ông ta là tà ma cướp xác. Hừ, thứ khốn nạn, lão phu là ma quân mắt xanh uy danh đỉnh đỉnh đây. Ngô Bình, ma quân mắt xanh, chưa từng nghe. Tại sao ông lại muốn cướp thân xác của Thạch Sinh Chí? Ma quân mắt xanh cười mấy tiếng nham hiểm rồi nói, mấy năm trước tôi bị kẻ thù đánh hỏng thân xác, thần hồn bay lạc đến đây, vừa hay gặp phải Thạch Sinh Chí đang trục trặc khi tu hành, tẩu hỏa nhập ma, hoang tưởng muốn cộng sinh. Tôi nhân cơ hội cướp lấy thân xác của ông ta, dùng được mấy năm thì dần dần kiểm soát được cơ thể này. Những người bên ngoài đều bị ông làm bị thương sao? Ma quân mắt xanh đắc ý, nói, không sai. Thần hồn tôi bị tổn thương, phải ăn sống linh hồn của người sống thì mới hồi phục được. Nhưng tôi lại không thể để người khác nghi ngờ,
vì vậy phải thường xuyên giết người và làm người khác bị thương ở đây. Ngô Bình, quả nhiên là tà ma ngoại đạo, hôm nay gặp phải tôi thì ông tới số rồi. Ma quân mắt xanh điên cuồng cười ha ha, dựa vào cậu sao? Mặc dù thực lực của ma quân ta không bằng một phần vạn trước đây nhưng cũng không phải loại tép siêu như cậu có thể đắc tội được. Tép siêu, Ngô Bình cười khẩy, mắt chó của ông mù rồi. Cậu vừa dứt lời thì cầm kiếm thất tinh long uyên vung nhẹ lên rồi cất vào lại. Ma quân mắt xanh hỏi với vẻ mặt khó hiểu, nhóc con, cậu lấy kiếm ra hù tôi đấy à? Ngô Bình bình thản nói, kiếm của tôi nhanh, ông cần có thời gian để phản ứng. Cậu vừa dứt lời thì ma quân mắt xanh bỗng cảm thấy cơ thể có chút bất thường, ông ta cúi đầu nhìn thì cái đầu bỗng lăn từ trên cổ xuống, máu tươi bắn ra cao đến hơn nửa mét. Đầu của ma quân mắt xanh lăn lóc trên mặt đất, ông A hầm hầm nhìn Ngô Bình chằm chằm, nói thứ xúc sinh này, ma quân ta sẽ không tha cho cậu đâu. Người gần chết rồi còn làm nhảm cái gì? Cậu cầm đầu của ma quân mắt xanh lên, hỏi ông muốn chết thế nào? Cuối cùng ma quân mắt xanh cũng biết sợ. Ông ta không còn ngông cuồng nữa mà nói, đạo hữu, nếu cậu không giết tôi thì ma quân mắt xanh tôi nhất định sẽ báo. Đáp hậu hĩnh. Ngô Bình hừng một tiếng lạnh lùng, một tên tà ma ngoại đạo như ông có thể hậu tạ tôi thế nào? Ma quân mắt xanh, chỉ cần tha cho tôi bằng lòng dâng hết tài nguyên mình tích góp được lúc sinh thời cho cậu. Ngô Bình, vậy ông nói nghe thử trước, có những thứ gì? Ma quân mắt xanh nói, trước khi tôi bị kẻ thù giết chết. Tu Vi đã đạt đến cảnh giới thần thông, tích lũy được không ít món đồ tốt. Ngô Bình, vậy ông đã để những thứ đó ở đâu? Ma quân mắt xanh, cách chỗ này chưa đến 1000 dặm, tôi có thể đưa cậu đến đớ. Ngô Bình nói, được, tôi cho ông một cơ hội. Nếu đầu của ông có giá trị thì tôi có thể tha cho ông một lần. Ma quân mắt xanh, kiếm khí của đạo hữu thật sự rất đáng sợ, tôi sắp không chịu đựng nổi nữa rồi, xin hãy cứu tôi. Ngô Bình đưa tay ra, thu hồi kiếm khí còn sót lại. Nếu không thì ma quân mắt xanh đó không thể sống qua 3 phút. Ngô Bình cất cái đầu rồi nói với Thạch Tất Đạt đang sợ chết khiếp, anh cũng thấy rồi đó, ông nội của anh bị tà ma hại chết, giờ tôi đã tiêu diệt tà ma, báo thù giúp anh rồi đó. Tâm trạng Thạch Tất Đạt rối bời, trước cái chết của ông nội, anh ta vừa buồn vừa thấy nhẹ nhõm. Anh ta quỳ xuống đất, nói cảm ơn anh Ngô đã ra tay tiêu diệt tà ma. Ngô Bình, anh xuống núi trước đi, tôi phải ra ngoài một chuyến, cô gái đi cùng tôi tạm thời sẽ ở lại trại Tam Tinh. Lúc cậu đang định rời đi thì bỗng dưng phát hiện dưới núi có một hồ nước, xung quanh hồ nước có 3 mỏm đất cao, tạo ra bố cục phong thủy Tam Tinh Ánh Nguyệt. Có điều, trong bố cục phong thủy đó lại có một thứ khác nữa. Thế là cậu hỏi, anh có biết nguồn gốc của cái tên trại Tam Tinh không? Thạch Tất Đạt, nghe ông nội nói trại Tam Tinh của chúng tôi được xây dựng trên vùng đất có phong thủy Tam Tinh Ánh Nguyệt gì đớ. Ngô Bình nói, nó không đơn giản là vùng đất có phong thủy tốt đơn giản vậy đâu, để sau này tôi sẽ nói với anh. Cậu nói dứt lời thì bay lên cao, đưa ma quân mắt xanh đi lấy kho báu của ông ta. Cậu cầm cái đầu của ma quân mắt xanh bay được một đoạn thì bỗng nhìn thấy một luồng sáng vút lên trời, dừng cách đó không xa. Ngô Bình liền dừng lại. Người đến là một người tâm 30 tuổi, nhìn thấy Ngô Bình thì chắp tay, nói các hạ là thần thánh phương nào, đến quận Tử Long của tôi có việc gì không? Ngô Bình biết chắc người này có lẽ là người bảo vệ quận Tử Long, cậu nói, đi ngang qua thôi. Người đó hỏi, vậy các hạ định đi đâu? Ngô Bình, tôi muốn đi đâu không liên quan đến anh. Cậu nghe hỏi thì thấy không được vui. Thường thì họ không có quyền hỏi thăm quá nhiều về những người đi ngang qua. Người đó thấy Ngô Bình còn trẻ nên không coi trọng cậu lắm, anh ta nhìn thấy đầu của ma quân mắt xanh thì hỏi, nếu các hạ không cầm cái đầu trong tay thì tôi cũng không hỏi thêm chuyện này làm gì. Ngô Bình, đây là nhân vật tà ma, tôi vừa chém đầu ông ta, có điều thần hồn của ông ta vẫn còn, đã bị tôi phong ấn trong đầu rồi. Đối phương nói, vậy xin các hạ đi theo tôi một chuyến, gặp lão môn chủ của chúng tôi. Ngô Bình cười khẩy, đi theo anh là cái thá gì? Đối phương tức giận, hét lớn, huyền ảnh môn của tôi không phải nơi anh có thể ngông cuồng. Ngô Bình vung một tay, người đó liền bị một luồng khí đẩy văng ra, trời đất quay cuồng. Đến khi anh ta trấn tĩnh lại thì Ngô Bình đã biến mất không thấy đâu nữa. Anh không thoát được đâu, anh ta giận đến tái mặt, lập tức xuống gọi đồng môn. Ma quân mắt xanh rời khỏi đó thì nói, đạo hữu nhẹ ai quá, nếu là tôi thì đã giết chết người đó rồi.
Ngô Bình không thèm quan tâm đến ông ta, hỏi cách nơi ông nói còn bao xa. Sắp tới rồi, nhiều nhất còn 100 dặm, Ma Quân mắt xanh nói. Ngô Bình tăng tốc, một lúc sau thì đến trước một trang viên. Cửa trang viên mở ra, một người đàn ông dung niên nhìn thấy Ngô Bình và đầu của Ma Quân mắt xanh thì giật mình, hỏi cậu tìm ai? Ma Quân mắt xanh giận dữ nói lão trụ, tôi là lão ra đây. Giọng nói đó vô cùng quen thuộc, người đàn ông trung niên ngơ người, ông ta dụi mắt, nói, lão ra. Ma Quân mắt xanh, vị này là tiên nhân trên trời, mau mời cậu ấy vào trong. Người đàn ông trung niên vội nói, là lão gia. Mặc dù lão gia chỉ còn lại cái đầu, trông có vẻ vừa đáng sợ vừa kỳ lạ nhưng giọng nói đó, ngữ điệu đó, chỉ có lão gia mới có. Ma Quân mắt xanh vào trang viên thì giải thích, đạo hữu, đây là nơi tôi ẩn cư trước đây, người nhà tôi đều ở L gạch dưới đây, tôi đưa đạo hữu đến đây là vì tôi tin tưởng cậu. Ngô Bình, một tà ma ngoại đạo như ông mà lại ẩn cư. Ma Quân mắt xanh thở dài, hết cách. Kẻ thu truy đuổi quá gắt, nếu tôi không ẩn cư thì sẽ bị truy sát mãi. Ngô Bình, tại sao người đó nhất định phải truy sát ông? Ma Quân mắt xanh, đến thư phòng trước, tôi sẽ nói cho cậu nghe hết. Không ngờ phòng sách của Ma Quân mắt xanh lại rất cổ xưa, Ngô Bình đặt đầu của ông ta lên bàn, người hầu mở cửa cẩn trọng liếc nhìn Ma Quân mắt xanh, ông ta lập tức nói, đừng ngây ra đó, mau rót trà cho tiên sinh. Một ly trà thơm ngào ngạt nhanh chóng được bưng lên bàn, Ngô Bình không uống mà nói đi. Ma Quân mắt xanh khẽ thở dài, kể lại chuyện xưa. Lúc nước Tống ở thời Hoàng Kim, ở biên giới phía nam của triều Tống có một thôn núi nhỏ, trong thôn núi có một thư sinh, tên là Lý Thi Thư. Nhà họ Lý nhiều đời vừa làm nông vừa học nhưng cũng không tới đâu, có điều cũng được hai tú tài. Đến đời Lý Thi Thư, cuối cùng cũng có được một người thông thái. Lý Thi Thư 2 tuổi đã biết chữ, 3 tuổi làm thơ, 10 tuổi đậu tú tài, 15 tuổi đỗ cử nhân, 18 tuổi đứng đầu cuộc thi đình. Vì người này cao o, đẹp trai, giọng nói cũng dễ nghe nên rất được hoàng đế yêu thương và được hoàng đế đích thân phong làm trạng nguyên. Có thể nói cuộc đời của người này thuận buồm xuôi gió, nhanh chóng trở thành thư đồng của hoàng đế và được ban hôn cho một cô gái chi thư đạt lý, xinh đẹp, mà cô gái đó chính là con gái của đại tướng quân đương triều. Hậu duệ của gia đình danh tiếng. Lý Thi Thư khí khái hào sảng, thăng tiến rất nhanh, nếu không có bất trắc thì nhất định sẽ trở thành nhân vật quan trọng trong triều, tể tướng hay thánh quân gì đó. Nhưng tất cả mọi thứ đều thay đổi chỉ trong một đêm. Hoàng tử dẫn theo một nhóm tu sĩ, xông vào hoàng cung, các thị vệ thân cận đều trở mặt, hoàng đế không còn cách nào, đành phải tuyên bố truyền lại hoàng vị cho hoàng tử. Hoàng đế mới lên ngôi. Những người trung thành với hoàng đế đều bị giết sạch cả nhà, trong đó bao gồm cả nhà của Lý Thi Thư và gia đình vợ. Lý Thi Thư tận mắt nhìn vợ mình bị người ta kéo đi, bị chém đầu ngay tại cổng, con trai 3 tuổi của mình vì khóc ré mà bị tên thị vệ vô nhân tính bắn văng ra xa, trước lúc chết, đứa trẻ đáng thương còn gọi mẹ. Người nhà của Lý Thi Thư cũng bị giết sạch, còn người này cũng bị nhốt vào nhà lao, vì hoàng đế mới chưa định giết ngay. Lòng Lý Thi Thư đã chết. Oán khí ngút trời, chính vào, lúc đó, một người đàn ông áo đen xuất hiện trước mặt người này. Người áo đen có đôi mắt xanh biếc, trong mắt là một đường chỉ đỏ, 10 ngón tay như móng chim, lưỡi như lưỡi thắn lén, trông có vẻ rất kỳ lạ. Người áo đen nhìn hắn, nói cậu oán khí khắp người, tôi ở cách xa cả 100 mét cũng có thể cảm nhận được. Tôi hỏi cậu có muốn học nghệ, giết chết kẻ thù của cậu, trả huyết hải thâm thù không? Lý Thi Thư vốn đã định chết trong tù, giờ nghe nói có thể báo thù, hắn lập tức kích động nói, tôi đồng ý. Người áo đen, muốn trở nên mạnh hơn thì phải trả giá, cậu sẽ trở nên vô cùng xấu xí, khát máu, hung hãn, hơn nữa còn bị nhân sĩ chính đạo truy sát, cậu có chấp nhận được những điều đó không? Lý Thi Thư cười he he, dù có đối đầu với cả thiên hạ thì đã sao? Tôi hận trời, hận đất, hận người cả thiên hạ. Người áo đen cười ha ha, được. Bắt đầu từ bây giờ, cậu chính là đệ tử của Ma Quân tóc đỏ ta. Thế là Lý Thi Thư đã bị Ma Quân tóc đỏ đưa đi, tu luyện ma công. Chỉ trong vòng 3 năm, hắn đã tấn công triều Tống, giết chết hoàng đế mới và giết sạch tất cả những người đã hại chết vợ con và người nhà mình. Nhưng cách làm của hắn đã gây ra sự chú ý của rất nhiều tu sĩ chính đạo, nhiều cao thủ đến truy sát hắn. Hắn trốn đông trốn tây nhưng vẫn bị người ta truy sát. Nhưng càng bị truy sát thì tu vi ma công của hắn lại càng cao.
Cuối cùng, hắn đã đạt đến cảnh giới thần thông đỉnh phong, cách cảnh giới ma tôn mà hắn hằng mong đợi chỉ còn một bước. Chính vào lúc này, hắn gặp phải một cô gái, cô ta khá giống với cô vợ đã quá cố của hắn, hơn nữa dường như cô ta không hề sợ dáng vẻ đáng sợ của hắn. Vốn dĩ hắn định nuốt chửng thần hồn tinh huyết của cô gái nhưng lúc đó lại không nỡ. Hắn giữ cô gái lại bên mình, không ngờ lâu ngày lại nảy sinh tình cảm, cuối cùng đã cưới cô ta làm vợ và định cư ở đó, sinh được một đứa con gái. Ngô Bình nghe đến đây thì nói, ông trời có lỗi với ông nhưng ông lại có lỗi với những người vô tội đã chết trong tay ông vừa đáng thương cũng vừa đáng hận. Lý Thi Thư bình thản đáp, chỉ cần có thể báo thù, trả giá thế nào cũng đáng. Mặc dù tôi không sợ chết nhưng sau khi tôi chết, nhất định vợ con tôi sẽ bị báo thù, tôi không thể bỏ mặc họ không lo. Chỉ cần đạo hữu chịu tha cho tôi bằng lòng dâng hết toàn bộ những gì mình tích góp được cho cậu. Ngô Bình nói, đồ của ông cất ở đâu? Lý Thi Thư nhìn sang chiếc bình gốm xanh trên kệ. Sách và nói, trong chiếc bình đó có một cấm chế, chiếc nhãn chứa đồ của tôi nằm ở trong. Ngô Bình cầm chiếc bình qua, quả nhiên cảm nhận được có pháp lực đang di chuyển bên trong. Cậu hỏi, làm sao mở nó? Lý Thi Thư, đưa tay vào trong bình sẽ sở thấy một hòn đá, xoay hòn đá sang trái 3 lần, sang phải 3 lần thì không gian trong bình sẽ tự động khởi động. Ngô Bình liếc nhìn, tốt nhất ông đừng giở trò đấy. Lý Thi Thư, đã đến nước này rồi, tôi không dám đâu. Thế là cậu đưa ta vào trong, quả nhiên đã sở thấy một hòn đá, sau đó cậu vặn sang trái 3 lần, vặn sang phải 3 lần, thì nghe tiếng rắc rắc. Không gian trong bình đột nhiên mở ra, một cánh tay lớn thò qua, nắm chặt lấy cổ tay Ngô Bình, sau đó cậu đã bị kéo vào trong bình. Chiếc bình rơi xuống đất, vỡ toang. Lý Thi Thư cười ha ha, đạo hữu, ở trong bình càn khôn nhất khí thoải mái không? Lúc này, Ngô Bình bị kéo vào một không gian chỉ có 2 màu trắng đen, xung quanh là mây đen. Mây có sức ăn mòn cực mạnh, da cậu bắt đầu bốc khói, 2 mắt đau nhức. Lý Thi Thư, ông ngon đấy. Cậu liên tục cười mỉa, ông nghĩ chiếc bình này có thể nhốt được tôi sao? Ma quân mắt xanh nói, đây là bình càn khôn nhất khí, tôi từng dùng nó luyện hóa ma quân tóc đỏ. Tôi nhớ lúc đó ông ta đã kiên trì được 3 phút. Nhóc con, cậu có thể kiên trì được mấy phút? Ha ha! Ngô Bình không nói thêm gì, cậu lấy kiếm thất tỉnh Long Uyên ra, thập địa kiếm kinh, nguyên cơ kiếm kinh cũng như thiên thượng tam kiếm, thiên hạ cửu kiếm và thiên ngoại nhất kiếm trong đầu cậu. Thậm chí còn có cả kiếm quyết mà cậu lĩnh hội được trên tường, tất cả đan xen và thăng hoa trong đầu cậu. Con người luôn bộc phát tiềm năng mạnh mẽ khi đứng trước khoảnh khắc sinh tử, lúc này, trong đầu Ngô Bình xuất hiện rất nhiều kiến thức và trí tuệ, còn có cả một luồng sức mạnh vượt xa tu vi hiện tại của cậu xuất hiện. Tam kiếm quy nhất, vô thượng kiếm phổ, cậu ghi giọng hét lên, vung kiếm thất tỉnh long. Uyên trong tay lên, một luồng kiếm quang vô cùng mạnh mẽ chém tan thế giới trắng đen, phá vỡ kết giới. Cùng lúc đó, chiếc bình càn khôn nhất khí cũng bị một luồng kiếm khí từ bên trong chém nát làm 2, sau đó lồng sắt phụt ra, nhẹ nhàng đáp xuống bên cạnh, đấy là Ngô Bình. Lúc này, Ngô Bình bị khí đen làm hoại tử mất một lớp da, cậu lập tức lấy ra 2 viên đan dược và nuốt xuống, chữa lành vết thương. Ma quân mắt xanh ngơ ngác nhìn cậu, không thốt ra được một chữ. Ngô Bình, ma quân mắt xanh, kế hoạch của ông đã thất bại, ông còn gì muốn nói nữa không? Ma quân mắt xanh ngược lại trở nên bất cần, muốn chém muốn giết thì tùy ý. Ngô Bình nhìn xuống đất, sau khi bình càn khôn nhất khí bị cậu chém vỡ thì có một chiếc nhẫn rơi ra, cậu hỏi, chiếc nhẫn này là pháp khí chứa đồ mà ông nói đấy sao? Ma quân mắt xanh nói với vẻ mặt khó chịu, tôi không lừa cậu, nó vẫn luôn nằm trong bình càn khôn nhất khí. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 195.